Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 49. Yêu vực, Lôi Trì. Bầu trời u ám, lôi vẫn che phủ bầu trời, trên mặt đất, tất cả đều là trụ lớn và núi cao che trời. Trên những ngọn núi này đều có hoàng kim cự long đang bay lượn chung quanh. Vào lúc nhìn thấy Lôi Trì, Dương Diệp bị chấn động. Bởi vì trên những trụ lớn và núi cao kia, hắn nhìn thấy 10 hoàng cấp. Trong đó có 5-600 tôn giai. Nghĩ đến hoàng kim thần long nhất tộc muốn ngã về phía thánh địa, có khả năng nhận được thánh địa giúp đỡ, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Nếu đám hoàng kim cự long này dốc toàn bộ lực lượng, đừng nói nam vực, chỉ sợ đại quân của La Tuấn đại quân cũng khó đối phó được, dù sao những quái vật khổng lồ này có phòng thân thể ngự cùng tốc độ không phải cường giả tôn giả cảnh có thể đả thương. Dường như phát giác được tâm tình của Dương Diệp, Tử Điêu vuốt má của Dương Diệp, sau đó tiểu trảo chỉ vào đám cự long, dường như muốn nói, những việc này đều không coi vào đâu. Nhìn thấy Tử Điêu cùng Dương Diệp thân mật như thế, trong nội tâm yêu hoàng thấp giọng thở dài. Dương Diệp tương lai không biết, bởi vì hắn gây thù hằn quá nhiều, hơn nữa tính cách quá mức cương trực, nhiều khi không hiểu được biến báo, loại tính cách này, đại đa số đều là sống không lâu. Nếu như Dương Diệp không phải thực lực cùng tiềm lực khủng bố đến mức dọa người, tăng thêm Tử Điêu lại cùng Dương Diệp có cảm tình thâm hậu như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho Tử Điêu cùng Dương Diệp ở cùng một chỗ. Tuy yêu hoàng rất xem trọng Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp là người rất nặng tình thân, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn không phản đối Tử Điêu cùng Dương Diệp. Yêu hoàng thu hồi suy nghĩ, nói. Đi thôi, chúng ta đi Lôi Trì. Dương Diệp gật gật đầu, hắn ôm Tử Điêu vào trong ngực và bay xa. Giống. Đúng lúc này, phía chân trời có tiếng long ngâm vang lên, một đầu hoàng kim thần long che khuất bầu trời xuất hiện ở phía chân trời. Bởi vì hoàng kim thần long có hình thể vô cùng khổng lồ, cho nên nó cũng che khuất bầu trời. Yêu hoàng, ngươi mang người này đến long tộc ta làm cái gì? Hoàng kim cự long mở miệng, có long tức bay ra khỏi miệng hắn, những nơi long tức đi qua, không gian nơi đó bị xé rách. Yêu hoàng nói. Long hoàng, Dương Diệp muốn mượn Lôi Trì của hoàng kim thần long nhất tộc dùng một lát, còn hy vọng ngươi giàn xếp. Chê cười. Hoàng kim thần long nói. Lôi Trì chính là thánh địa tu luyện của hoàng kim thần long nhất tộc ta, đừng nói nhân loại, cho dù là không gian điêu nhất tộc của yêu hoàng ngươi cũng đừng mong nhúng chàm. Yêu hoàng, tuy không gian điêu nhất tộc của ngươi có đạo khác biệt với hoàng kim thần long nhất tộc, nhưng hoàng kim thần long nhất tộc cũng không muốn kết thù với ngươi, mang theo nhân loại này đi thôi. Nếu như ta không đi đâu thì sao? Lúc này, đột nhiên Dương Diệp nói. Làm càn. Long hoàng quát lớn như sấm sét, nói. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có sư phụ bán thánh thì có thể không kiêng nể gì trước mặt hoàng kim thần long nhất tộc. Hắn không kiêng nể gì cả, người phải như thế nào? Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên, sau đó Mạc lão quỷ dị xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Bán thánh. Trong lời của hoàng kim thần long mang theo một tia sợ hãi, thân hình lóe lên, hắn hóa thành hình người xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Sắc mặt long hoàng khó coi. Bởi vì hắn không thể chống lại một cường giả bán thánh. Tiền bối, yêu tộc ta cũng có bán thánh. Long Hoàng trầm giọng nói. Ngươi uy hiếp ta. Mạc lão ngẩng đầu nhìn liếc Long Hoàng, chỉ là liếc, nội tâm Long Hoàng đã dùng mình, hắn rất cuồng và rất ngạo, cũng rất tự tin, nhưng sẽ không tự tin đến mức có thể chống lại cường giả bán thánh. Bán thánh và hoàng giả cảnh có chênh lệch cực lớn, có thể dùng thực lực hoàng giả cảnh chống lại bán thánh, hắn chỉ biết một người. Đó chính là kiếm tông tổ sư. Hắn không cảm giác mình có thể so sánh với kiếm tông tổ sư. Kiếm tông tổ sư lúc trước chỉ là nhân loại, nhưng đừng nói là yêu tộc, cho dù là thánh địa cũng phải kiêng kỵ hẳn. Mạc lão nói, ta biết yêu tộc người có một vị bán thánh, nhưng lão gia hỏa kia cũng không phải là bán thánh của hoàng kim thần long nhất tộc. Người thực cảm thấy hắn sẽ vì hoàng kim thần long nhất tộc mà liều chết với ta sao? Hắn sẽ không, nhưng ta vì bảo vệ đệ tử của mình, ta sẽ. Tiền bối khinh người quá đáng. Long Hoàng trầm giọng nói. Mạc lão lắc đầu, nói. Ta không tranh quyền thế, lại hợp ý tiểu tử này, cũng có chút tình cảm, ta không muốn hắn bỏ ta mà đi, hắn không có lực tự bảo vệ mình. Long Hoàng, đừng chỉ mượn Lôi Trì của ngươi dùng một lát, cho dù muốn tinh huyết Long Hoàng của ngươi, ta sẽ không chút do dự mang tới cho hắn, ngươi hiểu chứ? Đồng tử của Long Hoàng co rụt lại, hắn không có tức giận. Ngược lại trong nội tâm còn có cảm giác sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện,
nếu như lão nhân này thực sự ra tay với Hoàng Kim Thần Long nhất tộc, Hoàng Kim Thần Long chống cự như thế nào? Yêu tộc đúng là có bán thánh, nhưng lão nhân này cũng nói đúng, yêu tộc bán thánh kia không phải bán thánh của Hoàng Kim Thần Long, đối phương dựa vào cái gì vì Hoàng Kim Thần Long mà liều chết với bán thánh khác? Nghĩ vậy, Long Hoàng áp chế lửa giận và sát ý trong lòng, sau đó liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Nếu tiền bối muốn mượn dùng, vậy thì mượn đi, ta nói trước, trong lôi chỉ ẩn chứa thiên lôi cường đại cùng vô số nguy hiểm, nếu đệ tử tiền bối có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, như vậy đừng trách ta không nhắc nhở. Nghe vậy, Dương Diệp khẽ lắc đầu, Long Hoàng rượu mời không uống chỉ uống rượu phạt. Thấy Long Hoàng đáp ứng, Mạc Lão khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người nói với Dương Diệp. Hảo hảo tu luyện, nếu có người làm gì, người yên tâm, cho dù người chết, ta cũng sẽ làm cả tộc của hắn chôn cùng. Long Hoàng nheo mắt, sát ý chợt lóe lên trong mắt hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Long Hoàng, sau đó gật đầu, nói. Yên tâm, có Long Hoàng tiền bối ở đây, ai dám hạ độc thủ với ta? Đúng không, Long Hoàng tiền bối? Long Hoàng nhìn cũng không nhìn Dương Diệp, nói. Trong lôi chỉ tràn đầy nguy hiểm. Người chỉ có thân thể nhân loại, tiến vào trong đó, chỉ sợ không cần người khác hạ độc thủ cũng không chịu nổi. Việc này cũng không nhọc đến Long Hoàng lo lắng. Dương Diệp mỉm cười. Mạc Lão cũng mỉm cười, sau đó gật đầu, hắn biến mất tại chỗ. Ta có một số việc xử lý, ngươi và Long Hoàng đi thôi, hiện tại hắn sẽ không làm khó ngươi. Yêu Hoàng nói xong một câu, hắn cũng biến mất tại chỗ. Mạc Lão cùng Yêu Hoàng đi rồi. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói. Theo ta. Nói xong, thân hình khẽ động, hắn bay đi xa. Tuy hắn cũng không cố ý bỏ qua Dương Diệp, bởi vì làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Dương Diệp xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, sau đó huyền khí rót vào thần toa, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tử Điêu đi vào lôi trì của Long tộc. Vừa tới đến lôi trì, Thanh Vân Tử Điện trong cơ thể Dương Diệp tự động bay ra. Sau đó xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, Thanh Vân Tử Điện đang run rẩy. Tầng thứ 7, 1. Một khu vực lôi trì xuất hiện trước mặt Dương Diệp, vì sao gọi nó là lôi trì? Bởi vì trong lôi trì chỉ có lôi điện, trong lôi trì không có mây đen rậm rạp, chỉ có vô số dòng điện không ngừng từ giáng xuống lôi trì. Bên trong lôi trì, Dương Diệp ẩn ẩn nhìn thấy mấy con quái vật khổng lồ đang du đãng bên trong. Ngưng mắt xem xét, những quái vật khổng lồ này chính là Hoàng Kim Thần Long. Thiên lôi thốt thể. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó ánh mắt nhìn sang Thanh Vân Tử Điện. Thanh Vân Tử Điện là thiên địa linh vật, trừ đối với tiểu tuyền qua ra, Dương Diệp chưa bao giờ thấy nó sợ cái gì. Chẳng lẽ trong nơi này có tồn tại khủng bố, hoặc nơi này có thiên địa linh vật cao cấp hơn Thanh Vân Tử Điện? Lôi chỉ có 9 tầng, càng xuống dưới ẩn chứa lôi điện còn mạnh, đương nhiên, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Có thể xuống bao nhiêu tầng phải xem chính người. Đúng, đừng trách bốn hoàng không có nhắc nhở người, đạt tới tầng thứ 6 mặc dù có cơ hội đạt được long thần thủ hộ, nhưng người chỉ có thân thể nhân loại, đi tầng thứ 6 chỉ chịu chết. Long Hoàng nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Long Hoàng, nói. Long Hoàng làm gì dùng phép khích tướng chứ? Kỳ thật ta và Long tộc không có thù hận gì lớn, chúng ta cần gì phải đối địch chứ? Việc này với Long tộc cũng không có lợi ích gì, đúng không? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Long Hoàng nói. Không cần nói nhảm nữa, đi xuống đi. Dương Diệp nhún nhún vai, lúc hắn định xuống dưới, bỗng nhiên Long Hoàng lại nói. Không gian điêu đừng xuống dưới. Tử điêu lập tức nhìn chằm chằm vào Long Hoàng, tiểu trảo tỏa ra ánh sáng tím. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Long Hoàng hơi co giật, nói. Thân thể không gian điêu không được, nàng căn bản không cách nào chịu đựng được thiên lôi, hiểu chưa? Dương Diệp xoa xoa đầu nhỏ của Tử Điêu, nói. Đa tạ nhắc nhở, nhưng ta có biện pháp. Nói xong, Dương Diệp ôm Tử Điêu tiến vào lôi trì. Lúc Dương Diệp tiến vào lôi trì, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Long Hoàng. Hắn là Dương Diệp kiếm hoàng đã giết Long Nhi. Nam tử trung niên trầm giọng mở miệng, trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ. Long Hoàng gật gật đầu, nói. Ta biết rõ người muốn báo thù, ta làm sao không muốn. Long tộc ta đã khi nào chịu sỉ nhục như vậy, nhưng ta cảnh cáo ngươi, lúc này ngươi không được ra tay với hắn, bằng không, không ai có thể bảo vệ ngươi. Ta sẽ không xúc động.
Nam tử trung niên nói. Long Hoàng gật gật đầu, nói. Ta đã tiếp xúc với thánh địa, bọn họ đã quyết tâm khởi động kế hoạch đổ thánh, cho nên, không qua bao lâu, người có thể tự tay giải quyết hắn. Hừ, đến lúc đó, ta muốn xem yêu hoàng làm sao thống trị yêu tộc, gần vạn năm, yêu tộc cũng nên đổi chủ nhân. Ánh mắt trung niên hiện ra một tia vui mừng, nói. Thánh địa đã quyết định. Long Hoàng gật đầu, nói. Dương Diệp chém giết thiên kiêu đứng thứ 10 thánh địa Tả Đăng Phong, từ đó thánh địa cảm thấy nguy hiểm, bởi vì bọn họ không muốn huyền giả đại lục lại xuất hiện một kiếm tông tổ sư. Tăng thêm sư phụ Dương Diệp vừa tổn thương cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa làm sao chịu được. Cho nên, Dương Diệp và bán thánh kia, chết. Long tộc ta cũng tham gia kế hoạch đổ thánh này. Đột nhiên trung niên hỏi. Long Hoàng gật gật đầu. Trung niên im lặng, long tộc tham gia, nếu như kế hoạch thành công, như vậy khá tốt, nhưng nếu như thua, long tộc có khả năng sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Làm như biết rõ suy nghĩ của trung niên, Long Hoàng nói. Yên tâm, lúc này tuyệt đối sẽ không thất bại, phải biết rằng, muốn đối phương chết cũng không chỉ có chúng ta, còn có Đỉnh Hán Đế Quốc, lúc này, Đỉnh Hán Đế Quốc cùng Thánh Địa sẽ không giữ lại, bởi vì bọn họ cũng không muốn tương lai xuất hiện hai cường địch siêu cấp. Nghe vậy, trung niên hít sâu một hơi, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Lôi Trì, nói. Ngươi nói, hắn có thể xuống mấy tầng? Long Hoàng hơi trầm ngâm, sau đó nói. Tầng 5. Trung niên nheo mắt, nói. Hắn chỉ là một nhân loại mà thôi, sao có thể xuống tầng 5? Trung niên rất ngạc nhiên, bởi vì thiên tài chói mắt nhất Long tộc hôm nay cũng chỉ đạt tới tầng 6 mà thôi, sở dĩ Long tộc có thể hạ xuống tầng 6. Đó là vì Long tộc từ nhỏ đã có phòng ngự vượt xa yêu tộc tôn giai. Mà Dương Diệp chỉ là một nhân loại, thân thể của hắn có thể so sánh với Long tộc. Long Hoàng nói, không nên khinh thị hắn, người này có thể nói đã vô địch trong tôn giả cảnh trên đại lục, có lẽ chỉ có An Nam Tĩnh mới có thể đánh một trận chân chính với hắn. Vậy hắn càng không thể sống. Trung niên nói, Long Hoàng khẽ gật đầu, nói, cứ chờ xem. Hôm nay sự đồ của hắn sỉ nhục thần long nhất tộc, ngày khác ta sẽ dùng máu toàn tộc của hắn để rửa nhục hôm nay. Vạn nhất hắn hạ xuống tầng thứ 7. Trung niên nói. Có khả năng sao? Long Hoàng suy cười một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Trung niên cũng suy cười một tiếng, cảm giác mình nói quá buồn cười, bởi vì vạn năm qua, trong tôn giai của Hoàng Kim thần long không ai đạt tới tầng thứ 7. Chỉ có Hoàng Kim Cự Long Hoàng giả cảnh mới có thể xuống tầng thứ 7, nhưng sau Hoàng giả cảnh sẽ không thể xuống Lôi Trì, kẻ vi phạm sẽ bị thần long nguyền rủa. Sau khi tiến vào Lôi Trì, Dương Diệp cảm giác đầu tiên chính là sảng khoái, đúng, sảng khoái, Lôi Trì không tạo thành phiền toái gì cho hắn, ngược lại giống như mát xa cho hắn, vô cùng sảng khoái. Bởi vậy, Dương Diệp quyết đoán đi vào tầng thứ 2 vẫn như thế, Dương Diệp tiếp tục xuống. Rất nhanh. Dương Diệp đi vào tầng thứ 5 của Lôi Trì, sau khi đi vào tầng thứ 5, Dương Diệp cau mày, bởi vì bây giờ không phải là sảng khoái, mà là nhức mỏi. Lực lượng lôi điện càng ngày càng mạnh, lúc này toàn thân hắn đã cảm giác được có chút không khỏe, tuy không nghiêm trọng lắm, cho nên Dương Diệp quyết đoán xuống tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6, tiểu gia hỏa tỏa ra ánh sáng tím và chui vào trong Hồng Mông Tháp. T. Dương Diệp hít sâu một hơi, bởi vì sau khi đi vào tầng 6, lôi điện tại nơi này mạnh hơn tầng 5 vài chục lần. Dương Diệp không lo mà còn mừng, bởi vì hắn phát hiện một điểm, lôi điện lại rèn luyện thân thể của hắn, cũng không biết vì cái gì, hiệu quả rất nhỏ. Trước kia Long Hoàng nói đến tầng thứ 6 sẽ đạt được Long Thần thủ hộ, như vậy cần mình lĩnh ngộ hai phương pháp khác. Ai, lão vương bát đản, sớm muộn gì ta cũng lột ra rồng của hắn. Đối với Long Thần thủ hộ, Dương Diệp vô cùng quan tâm, nếu như có thể đạt được. Khi đó phòng ngự của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Thật đáng tiếc, Long tộc không nói cho hắn biết phải đạt được như thế nào. Hơi trầm ngâm, Dương Diệp tiếp tục rơi tiến xuống, tuy lôi điện làm hắn cảm thấy không khỏe, nhưng hắn trải qua Hồng Mông tử khí cải tạo gân cốt, hắn vẫn có thể đối kháng lôi điện. Càng hướng xuống, lực lượng lôi điện càng ngày càng khủng bố, lúc tiếp cận tầng thứ 7, Dương Diệp dừng lại, bởi vì lôi điện chung quanh hắn thô to như cánh tay. Hiện tại lôi điện chung quanh hắn thô to như cây cột, những lôi trụ này không ngừng xoắn suýt, thân thể hắn vô cùng đau đớn. Dương Diệp biết rõ, không thể áp chế được nữa. Thanh Vân Tử Điện xuất hiện trước mặt Dương Diệp,
làm cho Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn là, lực lượng lôi điện chung quanh không tạo thành uy hiếp lên Thanh Vân Tử Điện, thậm chí những lôi điện chung quanh còn sợ hãi Thanh Vân Tử Điện. Chẳng lẽ Thanh Vân Tử Điện sợ hãi thứ gì đó ở sâu phía dưới? Dương Diệp trầm tư một hồi, sau đó hắn bỏ qua tạp niệm. Dương Diệp không biết, vào lúc hắn vừa tiến vào tầng 6, cả Long tộc đều sôi trào. Vô số thành viên Long tộc đi tới bên cạnh lôi trì. Ai tiến vào chỗ sâu nhất tầng thứ 6, Long tộc ta lại xuất hiện một vị thiên tài. Chẳng lẽ là Long Linh? Chó má, Long Linh vẫn bế quan trong Long động, nàng làm sao có thể? Trong lôi trì, không phải Long Linh, chẳng lẽ là Long Thiên, cũng không có khả năng, hắn hôm nay đang tiếp thu Long tộc ta truyền thừa, không có khả năng xuất hiện tại lôi trì. Đừng nói chuyện, Long Hoàng đến. Long Hoàng và trung niên kia xuất hiện bên cạnh lôi trì, sắc mặt hai người lúc này khó coi tới cực điểm, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp vừa xuống lôi trì đã tiến vào nơi sâu nhất của tầng thứ 6, hắn thật sự là một nhân loại. Đúng lúc này, một nữ tử mặc quần áo đầy long phiến màu vàng xuất hiện trước mặt Long Hoàng, nữ tử nhìn Long Hoàng nói. Hoàng gia gia, Long tộc ta lại xuất hiện một vị thiên tài. Là ai? Long Hoàng nói. Ở phía dưới, không phải Long tộc ta, mà là một gã nhân loại, có lẽ ngươi đã nghe qua tên hắn, hắn là kiếm hoàng của nhân loại. Chính là kiếm hoàng giết long thiên tại di tích thánh giả. Nữ tử cau mày, trong mắt xuất hiện sát ý. Long Hoàng nhướng mày, nói. Linh Nhi, ta biết rõ ngươi muốn báo thù cho Long Thiên, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi lúc này không thể khiêu chiến hắn, minh bạch. Chẳng lẽ Hoàng gia gia cho rằng thực lực của ta hiện tại không thể chống lại nhân loại kia sao? Long Linh trầm giọng nói. Hắn không chỉ giết Long Thiên, còn luyện Long Thiên thành khôi lỗi, nhục nhã như thế, chẳng lẽ Hoàng gia gia có thể nhịn được sao? Ta biết rõ hắn có sư phụ bán thánh. Hoàng gia gia các ngươi không cách nào ra tay, nhưng chúng ta và hắn cùng giai lại có thể ra tay, chẳng lẽ không được sao? Long Hoàng khẽ lắc đầu, nói. Hắn, tuyệt đối không yếu hơn kiếm tông tổ sư, thậm chí còn mạnh hơn kiếm tông tổ sư ngày xưa, ngươi hiểu không? Long Linh dùng mình, Dương Diệp đã mạnh như thế. Ông trời, hắn xuống tầng thứ 7, hắn đã xuống tầng thứ 7. Đột nhiên, có người thét lên, mọi người nhìn sang lôi trì. Chỉ thấy trên không lôi chỉ xuất hiện chữ 7. Ngao! Vô số hoàng kim thần long hưng phấn gào to. Ha ha, đúng là hoàng kim thần long nhất tộc sắp hưng thịnh. Vạn năm qua, hoàng kim thần long nhất tộc ta đã có người có thể xuống tầng thứ 7. Ha ha! Là ai? Là ai? Hoàng kim thần long nhất tộc ta xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt lúc nào? Ha ha! Long hoàng đại nhân giấu chúng ta thật khổ. Long tộc xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài như vậy. Chúng ta lại không biết rõ. Ha ha, rốt cuộc Long tộc có cơ hội đoạt lại địa vị bá chủ yêu vực. Nghe giọng nói của đám hoàng kim thần Long chung quanh, sắc mặt ba người Long Hoàng càng ngày càng khó coi. Có phải phạm sai lầm hay không? Trung niên nói. Dương Diệp chỉ có thân thể nhân loại, đạt tới tầng 6 đã là cực hạn của hắn, hắn làm sao đạt tới tầng thứ 7? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Hoàng lắc đầu, nói. Nếu như là người khác, có lẽ không có khả năng, nhưng là Dương Diệp, thật sự có khả năng, các ngươi nhìn xem, trong lịch sử đại lục tới bây giờ, có ai có thiên phú cao hơn hắn sao? Không có, cho dù là kiếm tông tổ sư năm đó cũng không có thiên phú cao bằng hắn. Còn nữa, chỉ sợ thân thể của người này đạt được kỳ ngộ, lúc này mới giúp hắn ký trên chỉ lâu như vậy. Hắn không chết, Long tộc ta tương lai nhất định sẽ gặp đại nạn. Trung niên trầm giọng nói. Long Hoàng nói. Hắn sẽ chết. Chấm. Dương Diệp đang rèn luyện thân thể tại tầng thứ 7. Hắn phát hiện lôi trụ chung quanh có thể rèn luyện thân thể của hắn. Nhưng tốc độ vẫn quá chậm. Hơn nữa hắn có cảm giác tầng thứ 6 chưa phải cực hạn của hắn. Vì vậy dứt khoát chạy đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 có lôi cầu như ngón chân cái. Nhưng số lượng nhiều tới mức đáng sợ. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng. Bởi vì những lôi cầu này ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức hắn phải thi triển kiếm ý thập trọng chấn chúng bay đi, bởi vì lúc hắn tiến vào không kịp chuẩn bị, trước ngực bị một lôi cầu đụng phải thân thể, sau đó ngực hắn biến thành màu đen. Dương Diệp rất rõ ràng, đừng nói thân thể của hắn hiện tại, chỉ sợ thi tổ cũng bị tiêu diệt. Rốt cuộc đây là thế giới gì? Nhìn lôi cầu rậm rạp, Dương Diệp cau mày, tầng thứ 6 có thể luyện thể.
nhưng đến tầng thứ 7 lại không phải cường giả tôn giả cảnh có thể rèn luyện thân thể, đây là nơi hoàng giả cảnh luyện thân thể. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp ngừng tại chỗ, sau đó hắn chậm rãi thu liếm kiếm ý, từ đó cho lôi cầu tới gần mình, hắn không dám cho lôi cầu tiếp xúc trực tiếp với thân thể, chỉ có thể lại cho những lôi cầu tiếp xúc với thân thể, từ đó có thể rèn luyện thân thể. Thời gian không ngừng trôi qua, trên người Dương Diệp bị một tầng lưới điện bao quanh, dòng điện rậm rạp che kín tất cả, những dòng điện này không ngừng kích thích thân thể Dương Diệp, khi được dòng điện kích thích, làn da của Dương Diệp đã dần dần phát sinh biến hóa, tuy rất nhỏ bé nhưng xác thực là đang thay đổi, Dương Diệp cũng cảm thấy vui mừng. Phải biết rằng, sau khi thân thể của hắn trải qua hồng mông tử khí rèn luyện qua, muốn tăng đã cực kỳ khó. Trước kia hắn dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện rèn luyện thân thể, hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn không hiệu quả tốt bằng dùng lôi điện kích thích. Dương Diệp kinh hỉ ngoài ý muốn một việc khác, đó chính là hắn dùng kiếm ý khống chế lôi cầu kia, hắn phát hiện kiếm ý đã phát sinh biến hóa. Những lôi cầu này có thể kích thích kiếm ý. Rốt cuộc tại sao? Dương Diệp vui mừng nhưng hắn lại cảm thấy khó hiểu. Sau nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu, hắn không nghĩ những việc này nữa, hắn tiếp tục hấp thu lôi cầu. Dương Diệp không biết, vào lúc hắn tiến vào tầng thứ 7 luyện thể, dòng điện trong lôi trì sao động, dòng điện không ngừng bốc lên, lôi điện trên không trung lôi trì cũng rung động. Long tộc không ngừng kinh hãi. Long Hoàng, là hắn sao? Trung niên trầm giọng nói. Có nên mang hắn ra không? Long Hoàng trầm ngâm nửa ngày, sau đó lắc đầu, hắn không muốn Dương Diệp xảy ra chuyện gì, bởi vì vạn nhất Dương Diệp xảy ra chuyện gì, lão đầu bán thánh nổi điên trả thù bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản một bán thánh. Yêu tộc có một vị bán thánh, nhưng khi Hoàng Kim Thần Long nhất tộc lựa chọn không đi cùng đường với yêu hoàng, đối phương sẽ không ra mặt bảo vệ Hoàng Kim Thần Long nhất tộc. Bởi vì trừ mức độ nào đó mà nói, Hoàng Kim Thần Long nhất tộc đã đối lập với không gian điêu nhất tộc. Còn nữa, cho dù đối phương nguyện ý ra mặt giúp Hoàng Kim Thần Long nhất tộc, nhưng nếu bán thánh muốn giết một long tộc nào đó, trừ phi hai vị bán thánh liên thủ, nếu không căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng nếu nhìn Dương Diệp làm loạn phía dưới, Long Hoàng hiện tại không thể nuốt trôi cơn giận này. Hắn hết lần này tới lần khác lại không thể không nuốt. Chẳng lẽ nhìn hắn làm loạn phía dưới? Trung niên cau mày nói. Long Hoàng im lặng nửa ngày, sau đó nói. Đi thông chi mấy long lão ở nơi sâu nhất, nói ta đã quyết định cả tộc tham dự kế hoạch đổ thánh. Trung niên nhân dùng mình, sau khi hắn im lặng nửa ngày, hắn đã xoay người rời đi. Lúc này đây, long tộc đã không có đường lui, thắng, long tộc hưng, bại, long tộc vong. Thời gian không ngừng trôi qua, nửa tháng sau. Trong lôi trì tầng thứ 7, lúc này Dương Diệp đã bị lôi điện bao phủ, trừ trong lôi điện tỏa ra kiếm ý, cả tầng thứ 7 đều lâm vào yên tĩnh. Trôi qua nửa tháng, kiếm khí không ngừng bao phủ Dương Diệp tránh bị lôi cầu hủy diệt. Hô! Dương Diệp thở ra một hơi thật dài, sau đó hắn xuất quyền làm không gian vặn vẹo, cảnh tượng hiện tại rất kỳ dị. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp tươi cười, bởi vì không gian trước mặt hắn xuất hiện lỗ đen. Lực toái không gian, lực lượng thân thể chính mình hiện tại không thua gì cường giả hoàng giả cảnh chân chính. Dương Diệp nhìn lôi cầu chung quanh, nói. Đúng là thứ tốt. Cho dù thân thể chính mình hôm nay không bằng lão quỷ kia, nhưng chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm, hắc hắc, có thời gian lại đi thử với lão Quri kia. Hưng phấn một hồi, Dương Diệp tiếp tục lướt xuống. Hắn rất ngạc nhiên tầng thứ 8 có cái gì. Lúc Dương Diệp đi vào tầng thứ 8, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì tầng thứ 8 trống rỗng, trừ một tôi cầu to phớn ra, nơi này không có thứ gì khác. Nhưng đúng lúc này, U Minh Quỷ Hỏa, Thanh Vân Tử Điện, Thanh Mộc Chi Linh trong cơ thể Dương Diệp, còn có cửu U Hàn Phong lại chui ra, bốn đại thiên địa linh vật đều phát động công kích tấn công lôi cầu. Lôi Lâm, Long Tổ, một, suy. Đột nhiên, bên trong lôi cầu bộc phát điện quang chói mắt, lúc điện quang chạm vào bốn thiên địa linh vật lập tức bị đánh bay ra xa trăm trượng. Suy. Bên trong lôi cầu bắn ra bốn đạo điện quang bay đi với tốc độ cực nhanh. Chúng đã tới trước mặt bốn thiên địa linh vật, sau đó lại đánh bốn linh vật bay xa hơn trăm trượng lần nữa. Bốn linh vật lại tụ tập dung hợp thành một thanh kiếm trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Diệp. Thiên địa nhất kiếm. Dương Diệp cảm thấy giật mình, bốn gia hỏa vì đối phó lôi cầu đã tự động dung hợp thành thiên địa nhất kiếm. Lôi cầu trước mặt là thứ gì,
không ngờ làm bốn linh vật buông tha thù hận mà liên thủ công kích. Dương Diệp khiếp sợ cùng nghi hoặc. Sau khi bốn thiên địa linh vật tạo thành cự kiếm, chúng không có Dương Diệp thúc giục nhưng vẫn lao thẳng vào lôi cầu. Lúc này, đột nhiên giữa lôi cầu xuất hiện một vết rách, sau đó một lôi trụ màu trắng bắn thẳng vào cự kiếm. Oanh! Cự kiếm va chạm với lôi trụ, không gian rung động rất mạnh lần nữa, từng đạo khí lãng không ngừng bao phủ chung quanh, bốn linh vật lại bị đánh bay xa mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, lôi cầu trước mặt là quái vật gì? A! À, đúng lúc này, đột nhiên lôi cầu trước mặt phát ra tiếng người, Dương Diệp giật mình, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Bốn linh vật trở lại bên người Dương Diệp, chúng không dám ra tay lần nữa, chúng tụ tập với nhau, hiển nhiên chúng đã kết minh. Lôi cầu biến hóa, một tiểu nữ hài mặc yếm đỏ xuất hiện trước mặt Dương Diệp, tiểu nữ hài môi hồng răng trắng, đôi mắt rất lớn, thanh tịnh ngây thơ, nhìn nàng vô cùng đáng yêu. Dương Diệp sửng sốt, đây là thứ gì? Lúc tiểu nữ hài nhìn bốn linh vật, đôi mắt của nàng sáng ngời, nói. Ăn ngon. Nói xong, lôi đạo lôi điện xuất hiện dưới chân nàng, sau một khắc, tiểu nữ hài trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó một tay bắt lấy thanh vân tử điện, U Minh quỷ hỏa. U Minh quỷ hỏa cùng thanh vân tử điện rung động, chúng lập tức tiến vào hồng mông tháp của Dương Diệp. Hai tay bắt không chung, tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, sau đó tại bắt lấy thanh mộc chi linh cùng cửu U Hàn Phong. Hai linh vật này không nhanh bằng U Minh quỷ hỏa cùng thanh vân tử điện nên bị bắt lấy. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, tiểu nữ hài đã đưa thanh mộc chi linh cùng cửu U Hàn Phong vào miệng. Nàng ăn thiên địa linh vật. Dương Diệp khiếp sợ. Dương Diệp không để cho tiểu nữ hài ăn, hắn vươn tay bắt lấy thanh mộc chi linh cùng cửu U Hàn Phong, bởi vì ai biết rõ tiểu cô nương này ăn vào có nhổ ra hay không. Dương Diệp và tiểu nữ hài một người cầm lấy một nửa thanh mộc chi linh và cửu U Hàn Phong. Tiểu nữ hài kéo, sau đó nàng nói. Ngươi không thể ăn. Dương Diệp nói. Ngoan, hai thứ này không thể ăn. Tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, nói. Ngươi muốn cướp đồ ăn của ta, người xấu. Nói xong, tiểu nữ hài lại vùng nắm đấm tấn công Dương Diệp, nắm đấm của nàng chỉ bằng 1/3 nắm đấm của Dương Diệp. Nắm đấm của tiểu nữ hài nhỏ nhưng lại mang theo lôi quang, nhìn thấy đám lôi quang này, Dương Diệp không dám khinh thường, hắn lại xuất quyền ngăn cản. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng tiểu nữ hài đều lui lại vài bước. Dương Diệp kinh hãi, bởi vì nắm đấm của hắn bị lôi điện bao phủ. Đau quá! Tiểu nữ hài vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trên mặt còn mang theo ủy khuất. Thấy thế, trong nội tâm Dương Diệp mềm nhũn. Bởi vì tiểu cô nương này chỉ mới 2-3 tuổi mà thôi. Nhưng sau một khắc, trong hai mắt tiểu nữ hài bắn ra hào quang tới trước mặt hắn. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, một đạo kiếm khí ra chỉ kiếm ý thập trọng chém ngang, cũng chém nát lôi cầu, kiếm khí cũng bay thẳng về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, nàng há mồm phun ra lôi quang lớn mấy trăm trượng bao phủ kiếm khí của Dương Diệp, sau đó nó lại bay thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp khiếp sợ, lôi điện này là tồn tại gì? Thậm chí kiếm ý thập trọng cũng bị phá vỡ. Áp chế khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp tiến lên một bước, kiếm vực bộc phát va chạm với lôi cầu, dòng điện bị khuếch tán khắp bốn phía. Lúc này, trong mắt tiểu nữ hài mới lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Diệp đi đến trước mặt tiểu nữ hài, sau đó xoa bóp khuôn mặt tiểu nữ hài, nói. Ngươi tên gì? Lôi Lâm. Hiển nhiên tiểu nữ hài có phần e ngại Dương Diệp, nói chuyện không trôi chảy. Tại sao phải ăn chúng? Dương Diệp lại hỏi. Đói, thật đói. Trong mắt tiểu nữ hài có nước mắt, nhưng nước mắt là màu xanh da trời. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình, đói. Tiểu cô nương này đói nên ăn thiên địa linh vật. Ông trời ơi, đây chính là thiên địa linh vật đấy, có thể tùy tiện ăn hay sao? Ngươi cho ta ăn, được không? Tiểu nữ hài dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Khóe miệng Dương Diệp co giật, sau đó lấy ra vài linh quả thiên giai, nói. Ăn thứ này không? Tiểu nữ hài cầm một quả đặt lên mũi, sau đó đôi mắt nàng sáng ngời, gật gật đầu, nói. Tốt! Nói xong, nàng trực tiếp đưa linh quả lên miệng, không qua bao lâu, linh quả thiên giai đã hết sạch. Sau khi ăn xong, tiểu nữ hài lại duỗi bàn tay nhỏ bé ra, nàng nháy nháy mắt nhìn hắn. Dương Diệp rất hào phóng, hắn lại lấy ra mấy linh quả thiên giai cho tiểu nữ hài,
tiểu nữ hài vui mừng đưa trái cây vào miệng, không qua bao lâu, tiểu nữ hài lại đưa tay ra. Cứ như vậy, Dương Diệp dùng sức cho, tiểu nữ hài dùng sức ăn, qua một lúc, tiểu nữ hài đã ăn 300 linh thảo cùng linh quả thiên giai, hơn nữa nàng còn chưa no. Mặc dù Dương Diệp có rất nhiều linh thảo cùng linh quả thiên giai, nhưng thấy đến tiểu nữ hài ăn như vậy, hắn cũng cảm thấy đau đớn, hắn vẫn tiếp tục cho tiểu nữ hài ăn, bởi vì linh thảo thiên giai của hắn không có uổng phí, tiểu nữ hài lúc này đã không có địch ý với hắn, phải nói là thân cận với hắn rất nhiều, lúc tiếp cận hắn, trên người nàng không còn xuất hiện lôi điện. Ước chừng một giờ, tiểu nữ hài quệt quệt mồm, lúc này, Dương Diệp lại đưa hai linh quả tới trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cười nói, ăn no. Nghe vậy, Dương Diệp thở ra một hơi, hắn có nhiều linh thảo, là cũng sợ tiểu nữ hài là cái bụng không đáy, vĩnh viễn ăn không đủ no. Khá tốt, tiểu cô nương này cũng ăn no. Dương Diệp đặt linh quả vào tay tiểu nữ hài, sau đó nói, giữ lại từ từ ăn, ta phỉa đi. Tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, sau đó vội vàng kéo tay Dương Diệp, lắc đầu, nói, không nên đi, ta sợ đói. Dương Diệp giật mình, nàng xem mình thành cái gì, túi lương thực sao? Lúc này, đột nhiên tiểu nữ hài lôi kéo tay Dương Diệp tay chạy ra xa, Dương Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị suýt nữa bị lôi lâm kéo ngã. Lực lượng thật khủng khiếp, tiểu cô nương này là tồn tại gì? Nội tâm Dương Diệp rung động. Rất nhanh, tiểu nữ hài và Dương Diệp đi tới trước tấm bia đá, tiểu nữ hài chìa chìa tấm bia đá, Dương Diệp do dự, sau đó hắn đi đến trước tấm bia đá. Chỉ thấy trên tấm bia đá có một đạo kim quang tỏa sáng, một hàng chữ xuất hiện trên tấm bia đá. Ta chính là Long Tổ lưu lại hư ảnh, ở chỗ này chờ đợi hậu nhân Long Tổ, không nghĩ tới, 5 vạn năm qua đi lại không có đệ tử Long Tộc đến đây, là Long Tộc đã không còn tồn tại hay huyền giả nghịch loại xuất thế. 5 vạn năm trôi qua, năng lượng của hư ảnh hao sạch, có một ngày sẽ biến mất vĩnh viễn trên thế gian. Bất đắc dĩ. Bản hư ảnh chỉ có thể lưu Long Tổ truyền thừa vào trong tấm bia đá, mong hậu bối Long Tộc có thể đạt được truyền thừa. Nếu như người tới cũng không phải là đệ tử Long Tộc ta, kính xin sau khi tiếp thu truyền thừa, ngày sau có thể trông nom Long Tộc 1-2. Chỉ cần ngươi truyền thừa Long Tổ truyền thừa, mặc kệ ngươi là người tộc nào, đều có thể trở thành Long Tộc thân vương. Nếu như tới đây là huyền giả nghịch loại, ha ha, vậy thì đừng trách ta vô tình. Thu hồi suy nghĩ. Trong nội tâm Dương Diệp rung động không nhỏ, hắn không nghĩ tới, tầng thứ 8 là nơi Long Tộc truyền thừa, thật đáng tiếc là, Long Tộc lại không có con rồng nào tới đây, sau đó tiện nghi cho hắn. Nếu để cho Long Hoàng biết rõ, không biết hắn có phun máu tươi ra hay không. Còn thân vương là gì? Dương Diệp lắc đầu, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì đó, hắn quay người nhìn Lôi Lâm, nói. Ngươi ở nơi này bao lâu? Lôi Lâm cúi đầu xuống, nói. Rất lâu. Dương Diệp cảm thấy yêu thương, xoa xoa cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, lúc này có dòng điện truyền vào tay hắn, làm cho toàn thân hắn tê dần. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, sau đó phất phất bàn tay nhỏ bé, dòng điện trên người Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp giật mình, chẳng lẽ Lôi Lâm là lôi thần hay sao? Toàn thân đều có điện, lại còn khủng bố như vậy. Lôi Lâm chỉ vào tấm bia đá, hình như bảo Dương Diệp nhanh đi. Dương Diệp do dự, sau đó đi đến trước tấm bia đá, tuy Long Tổ truyền thừa có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng hắn không muốn buông tha. Phải nói chỉ cần có một chút cơ hội gia tăng thực lực, hắn sẽ không buông tha. Lúc Dương Diệp chạm vào tấm bia đá, trong tấm bia đá xuất hiện kim quang bao phủ Dương Diệp vào trong, lúc này có một dòng máu tươi xuất hiện trong kim quang, sau đó hướng nó rót vào trong cơ thể Dương Diệp. Những giọt máu kia chạm vào làn da của Dương Diệp. Chúng chui vào trong cơ thể Dương Diệp. A! À, lúc máu tươi tiến vào cơ thể Dương Diệp, bỗng nhiên Dương Diệp hét lên thảm thiết, sau đó làn da của Dương Diệp bắt đầu biến hóa, chỉ thấy trên chân Dương Diệp đã mọc ra một khối lân phiến màu vàng, sau đó là khối thứ 2, khối thứ 3. Quá trình này cực kỳ thống khổ, so với U Minh Quỷ Hỏa rèn luyện thân thể còn đau hơn cả chục lần, nghị lực của Dương Diệp mạnh bao nhiêu? Hắn có thể ứng phó U Minh Quỷ Hỏa rèn luyện thân thể. Hiện tại hắn phải kêu lên đầy đau đớn, bởi vì những lần phiến này mọc ra từ cơ thể của hắn, lúc nó sinh trưởng, những lần chiến này phá vỡ kinh mạch và làn da. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, máu tươi rót vào đang xung đột với máu của hắn vốn được Hồng Mông tử khí rửa sạch qua nên cực mạnh, cho nên,
những máu tươi mới rót vào trong người không thể phá hủy máu của hắn. Máu trong người hắn cực kỳ bài xích thứ bên ngoài, vì vậy, cả hai hiện tại đang phân cao thấp trong người hắn. Việc này chỉ làm Dương Diệp khổ sở hơn, bởi vì cả hai càng xung đột thì hắn càng đau đớn. Hai dòng máu tươi không ngừng xung đột với nhau, chúng càng không nhường nhau nên Dương Diệp càng thống khổ. Lúc Dương Diệp tiếp nhận Long Tổ truyền thừa, cường giả bán thánh La Đạo của đỉnh Hán Đế Quốc và 30 tên cường giả hoàng giả cảnh đi vào cổ vực thành, trong đó có 5 tên cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, tất cả đều nhìn sang lão giả già nua trước mặt. Cường giả bán thánh cùng cường giả hoàng giả cảnh hàng lâm, tất cả mọi người trong cố vực thành hoảng sợ. Trước mặt cường giả bán thánh, chỉ sợ bọn họ nhỏ bé như con sâu cái kiến. Người thủ mộ, Dương Diệp phải chết, nhân tộc phải nhất thống, người cảm thấy thế nào? La Đạo nhìn cổ vực thành, nói. Mạc lão xuất hiện trên không trung, nói. Như thế nào, trung vực các ngươi không định tuân thủ quy tắc? Ngươi có lòng tin diệt sát ta sao? Nói thực ra, đám người các ngươi còn chưa đủ. Nhưng tăng thêm thánh địa ta thì sao? Đúng lúc này, trên không trung cổ vực thành xuất hiện một lão giả áo lam và 50 người nhìn Mạc lão. Nhìn thấy 50 người này, các cường giả hoàng giả cảnh trong cổ vực thành đều khiếp sợ. Bởi vì 50 người này chính là cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Lão giả áo lam nhìn Mạc lão, nói. Tu hành không dễ, tu đến bán thánh càng không dễ, các hạ nên chuẩn bị xông qua thiên đường đi, tại sao lại đối địch với thánh địa chứ, làm vậy là không khôn ngoan. Các ngươi vì cái gọi là tôn nghiêm mà đối địch với Dương Diệp, như vậy càng không khôn ngoan. Mạc lão nói. Lão giả áo lam cười lạnh, nói. Không khôn ngoan, các hạ. Ngươi quá đề cao đồ đệ của ngươi rồi. Không thể phủ nhận, thiên phú cùng tiềm lực của hắn rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn kiếm tông tổ sư lúc trước, như vậy thì tính sao? Cho dù hắn ngày sau có thực lực như kiếm tông tổ sư, thánh địa ta còn phải sợ hay sao? Mạc lão lắc đầu, nói. Ngoài miệng nói không sợ, nhưng trên thực tế lại muốn dồn hắn vào chỗ chết, buồn cười đến cực điểm. Tốt, không nên nói xàm nữa. La Đạo. Còn có bao nhiêu giúp đỡ thì gọi ra đi. Hơn vạn năm không hoạt động gân cốt, hôm nay ta sẽ chơi lớn một chút. Chuyện kinh thiên động địa như đồ thánh thì sao thiếu Long tộc ta chứ? Tính toán Long tộc ta một phần. Đúng lúc này, 10 đầu siêu cấp hoàng kim cự long hoàng cấp xuất hiện trên không cổ vực thành hông. Đúng lúc này, yêu hoàng xuất hiện bên cạnh Mạc lão, yêu hoàng nhìn Long hoàng đối diện, trầm giọng nói. Long hoàng! Xem ra người thật sự đối địch với yêu tộc ta. Yêu tộc. Long Hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Yêu Hoàng, mở to hai mắt nhìn xem, nhìn chung quanh người xem, người cảm thấy bán thánh và Dương Diệp kia có hy vọng sao? Người liên hợp với bọn họ đối địch với thánh địa, người đang đẩy yêu tộc về hướng tử vong, Long tộc ta sẽ đáp ứng hay sao? Thần phượng nhất tộc ta cũng không đáp ứng. Đúng lúc này, 10 con phượng hoàng đỏ rực bay trên không trung cổ vực thành. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt yêu hoàng trầm xuống, nói. Thiên phượng, thần phượng nhất tộc của ngươi cũng muốn đứng bên phía thánh địa sao? Tại yêu vực, có 4 chủng tộc không bị hắn khống chế, cái kia chính là thần phượng, hoàng kim thần long, còn có phệ thiên bạch hổ cùng với huyền vũ. Bởi vì 4 chủng tộc này là gia tộc thần thú, nội tình và thực lực không kém không gian điều nhất tộc bao nhiêu. Thần phượng cầm đầu hóa thành một người con gái xuất hiện đối diện. Yêu hoàng. Nói, yêu tộc đứng bên phía nam vực, ta không nhìn thấy hy vọng gì. Liệt hổ, quyền võ, đều xuất hiện đi. Khi nữ tử dứt lời, 10 con bạch hổ xuất hiện bên cạnh hoàng kim cự long, đột nhiên cổ vực thành đất rung núi chuyển, sau đó 10 con rùa khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. 4 gia tộc thần thú xuất hiện tại nơi này. Sắc mặt yêu hoàng biến thành dâm trầm. Đúng lúc này, lão giả áo xám của thánh địa nói. Yêu hoàng. Thánh địa không có ân oán với yêu tộc, chỉ cần ngươi rời đi, ta cam đoan, thánh địa ta ngày sau sẽ không nhằm vào không gian điêu nhất tộc các ngươi. Bằng không thì, sau ngày hôm nay, chỉ sợ không gian điêu nhất tộc sẽ biến mất khỏi đại lục. Yêu hoàng im lặng nửa ngày, sau đó lắc đầu, tay phải vung lên, không gian rung chuyển, hơn 20 không gian điêu xuất hiện tại nơi này, tất cả đều là cường giả hoàng cấp. Yêu hoàng nói, Long hoàng, thần phượng, liệt hổ, quyền võ. Ta biết các ngươi ngấp nghé vị trí yêu hoàng đã lâu, đã như thế, hôm nay mọi người chúng ta sẽ đoạn tuyệt với nhau đi. Hôm nay ta bại, không gian điêu nhất tộc sẽ rời khỏi yêu vực, tiến về vết nứt không gian sinh tồn, nhưng,
nếu như các ngươi bại, ta sẽ đổ sát tất cả tộc quần bốn đại thần thú. Ngươi không có cơ hội. Bên cạnh, lão giả áo xám lạnh lùng nói. Ta cảm thấy có thể. Lúc này, đột nhiên Mạc lão mở miệng, nói. Một bán thánh, 120 cường giả hoảng giả cảnh, ha ha, thánh địa quả nhiên xuất thủ hào phóng. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, đến chiến đi. Nói xong, thân hình Mạc lão khẽ động, hắn chui vào trong hư không, La đạo theo sát phía sau, cường giả hoàng giả cảnh còn lại và thần thú hoàng cấp cũng đuổi theo. Yêu hoàng đang muốn mang theo không gian điêu theo sau, giọng nói của Mạc lão truyền tới, nói. Giữ vững vị trí cổ vực thành là được, phòng ngừa cường giả hoàng giả cảnh thánh địa ra tay với cổ vực thành. Yêu hoàng trầm ngâm nửa ngày, sau đó mang theo không gian điêu quay về cổ vực thành. Tất cả người cổ vực thành đều nhìn vào hư không, thắng bại tại nơi đó liên quan tới sinh tử của bọn họ. Yêu giả, một. Sau khi Mạc lão cùng đám người thánh địa tiến vào hư không, đột nhiên La Tuấn mang theo hơn 1 vạn tên tôn giả cảnh và gần 10 vạn cường giả linh giả cảnh đi tới dưới cổ vực thành. Sau khi thánh địa quyết định đồ thánh, La Tuấn biết rõ, hắn biết cơ hội tới. Lúc này, bất kể bán thánh hay Dương Diệp đều phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi được thánh địa và 4 gia tộc thần thú tương trợ, đỉnh Hán đế quốc đã không cần giảng quy tắc với Nam vực. Một thanh niên thánh địa đi bên cạnh La Tuấn, thanh niên kia ăn mặc quần áo nữ tính hóa, mặc quần áo cũng trung tính, chợt, chỉ sợ không ít người xem hắn là nữ. Bên hông thanh niên này là một thanh đoản đao, đao hơi ngắn, nói là đao còn không bằng nói là dao găm. Sau lưng nam tử này có 10 huyền giả thánh địa xuất hiện, có nam có nữ. Đây là Nam vực. Hi hi, không nghĩ tới Tả Đăng Phong lại chết trong thế giới bị vứt bỏ như huyền giả đại lục này, đáng buồn là hắn lại thua trong tay một tên kiểm tu, hi hi, ta rất hiếu kỳ kiếm hoàng Dương Diệp kia có dáng dấp thế nào. Nam tử tươi cười quyến rũ, giọng nói rất nhỏ và mềm mại, nếu như bịt mắt, chỉ sợ không có người nào cho rằng hẳn là nam tử. La Tuấn nhìn nam tử này, sâu trong mắt còn mang theo ngưng trọng. Lúc trước. Một gã cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc cười nhạo nam tử trước mắt một câu, sau đó, tên cường giả hoàng giả cảnh bị nam tử này chặt tay. Tuy cường giả hoàng giả cảnh chỉ là hoàng giả cảnh nhất phẩm, nhưng đó cũng là hoàng giả cảnh. Tên nam tử này chỉ xuất một đao có thể chặt một tay của cường giả hoàng giả cảnh. Đặc biệt là nam tử này, La Tuấn chưa bao giờ thấy qua đao nhanh như vậy, nhanh, thật nhanh, nhanh đến mức hắn không có tin tưởng ngăn cản được. Nam tử này chỉ sắp xếp thứ 9 trong thế hệ trẻ của thánh vực, vừa vặn cao hơn Tả Đăng Phong một bậc. Thiên tài thứ nhất và thứ hai của thánh địa sẽ khủng bố tới mức nào? Lần thứ nhất, La Tuấn cảm thấy may mắn mình không đắc tội thánh vực, bởi vì trừ phi hắn en chất thống cả huyền giả đại lục, tập hợp tín ngưỡng lực cả huyền giả đại lục, bằng không hắn không có tin tưởng đối kháng với thánh địa. La Tuấn biết rõ, trước đó, hắn đúng là ếch ngồi đáy giếng. Buồn cười chính là Dương Diệp lại đắc tội thánh địa rất nặng, còn tự nhận có thể đối kháng thánh địa, việc này buồn cười cỡ nào. Công thành đi. Nam tử nói. Giải quyết chuyện nơi này, ta phải quay về thánh địa tu luyện, bằng không sẽ bị mấy tên vương bát đản kia bỏ càng xa. La Tuấn, không thể không nói một câu, linh khí tại nơi này quá mỏng manh, thật sự là chán ghét muốn chết. Nghe nam tử này nói năng nũng nịu, khóe miệng La Tuấn co giật, sau đó hắn cố nặn ra nụ cười, nói. Yêu giả huynh, yêu hoàng vẫn còn ở trong cổ vực thành. Đồ đần. Tên thanh niên yêu dạ lườm La Tuấn, nói. Binh đấu binh, tướng đấu tướng, hắn sẽ không xuất thủ. Còn nữa, cho dù hắn ra tay, sẽ có người ra tay với hắn. Cho nên, nhanh hạ lệnh cho thủ hạ của ngươi công thành, yên tâm đi, Dương Diệp và lão già kia sẽ có người giải quyết, ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào. La Tuấn nao nao, sau đó cười gượng, nói. Yêu dạ huynh nói giỡn, đồ vật trong đỉnh Hán đế quốc làm sao có thể lọt vào tầm mắt của yêu dạ huynh chứ? Là ngươi. Trên mặt yêu dạ lộ ra một tia đỏ ửng. La Tuấn ngừng cười, khóe miệng của hắn co giật, sắc mặt hắn biến hóa vô cùng đặc sắc. Khanh khách. Yêu dạ cười cười, nói. Dọa, người ta chỉ lừa ngươi. Công thành, tất cả mọi người công thành. La Tuấn lập tức tao thẳng về phía cổ vực thành. Nói tám à công thành. Còn không bằng nói là đánh hộ thành đại trận của cổ vực thành. Hộ thành đại trận của cổ vực thành cũng không phải bài trí, nó có thể đối kháng cường giả hoàng giả cảnh công kích.
Nhưng trên vạn tôn giả cảnh và 10 vạn cường giả linh giả cảnh không ngừng oanh kích, đại trận lập tức xuất hiện khe hở. Trên tường thành cổ vực thành, sắc mặt đám người Đinh Thược Dược ngưng trọng. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt nói. Chúng ta không thể kiên trì được một ngày, hộ thành đại trận sẽ bị công phá. Bọn họ chờ chúng ta xuống. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Nhìn thấy 11 người bên cạnh La Tuấn kia, nếu như ta không có đoán sai, 11 người kia nhất định chính là người của Thánh Địa, không biết thực lực của bọn họ thế nào. Các ngươi xong. Lúc này, bỗng nhiên Lam Vân nói. Thánh Địa quyết tâm muốn tiêu diệt Nam Vực cùng Dương Diệp, các ngươi biết rõ người này là ai không? Người này được xưng là tiểu đao đế của Thánh Địa, khoái đao của hắn, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh tiếp được hay không còn chưa biết. Còn có 10 người sau lưng hắn, 10 người này đều là siêu cấp thiên tài của Thánh Địa, lấy một địch trăm không có chút khó khăn gì. Nói như vậy, Nam Vực ta phải thua không nghi ngờ. Đinh Thược Dược nhàn nhạt mắt Lam Vân nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lam Vân cười lạnh. Đinh Thược Dược thu hồi ánh mắt, lúc này, Lam Vân lại nói. Dương Diệp không phải rất mạnh sao? Các ngươi có thể cho hắn thử đi. Hiểu Vũ Tịch, Đinh Thược Dược trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, huyền khí truyền âm cho Hiểu Vũ Tịch, nói. Yêu Hoàng đã thông chi hắn, nhưng không biết nguyên nhân gì, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa đi ra. Yêu Hoàng ngược lại muốn cưỡng ép lôi hắn ra, nhưng sợ rằng chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì Dương Diệp đã đến lôi trì tầng thứ 8 của Long Tộc, tình huống có phần quỷ dị, Yêu Hoàng nói như vậy. Sẽ không có chuyện gì hay sao? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Ninh Thược Dược lắc đầu, nói. Có lẽ không, nếu có ngoài ý muốn, Yêu Hoàng sẽ cưỡng ép xé rách không gian mang hắn ra ngoài. Hắn nhất định phải ra nhanh mới được, bằng không, cho dù Mạc Lão không có gì ngoài ý muốn, chúng ta ở đây cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để ta đi thử thực lực người Thánh Địa. Hiểu Vũ Tịch nói. Không thể. Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược, Lục Kiếm Giao, còn có Tô Thanh Thi chăm miệng một lời ngăn cản. Tần Tịch Nguyệt nói. Người phụ lòng người người yêu thích hay sao, nếu xảy ra chuyện gì? Ngoài ý muốn, hắn sẽ không nổi điên hay sao? Đinh Thược Dược nói. Tịch Nguyệt nói rất đúng, Phu Tịch, người không thể chống lại người Thánh Địa, người mà xuống dưới, mặc kệ người chết hoặc bị bắt, đối với Dương Diệp mà nói đều là đả kích không thể thừa nhận. Chúng ta cần Kiếm Hoàng có lý trí, mà không phải tên điên không có lý trí. Ta vẫn còn quá yếu, nếu như An Nam Tĩnh ở đây. Hiểu Vũ Tịch thấp giọng nói. Chúng nữ im lặng, nếu như An Nam Tĩnh ở đây, nàng thật sự có thể chống lại thiên tài của Thánh Địa, nhưng vấn đề là nàng không ở đây. Đúng lúc này, một đạo huyết quang xuất hiện trên không trung cổ vực thành, bành, một tiếng, một bộ xương khô rơi xuống dưới cổ vực thành. Huyết nhận trong tay thi tổ chém ra một tia máu tươi trên bầu trời, đứng mũi chịu sào là một ít cường giả đỉnh Hán đế quốc, cả đám người rên rỉ. Ha ha! Thi tổ lớn tiếng cười to, huyết nhận trong tay chậm rãi chỉ vào đám người yêu dạ, nói. Thánh Địa tạp chủng, lão tổ muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu yêu nghiệt. Sau khi biết Thánh Địa cùng đỉnh Hán đế quốc phái nhiều cường giả tới giết Dương Diệp và sư phụ hắn, thi tổ vốn muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng ngẫm lại, hắn vẫn không lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn cảm thấy Dương Diệp và bán thánh không dễ dàng bị đánh bại như vậy, nếu như hai người cuối cùng chuyển bại thành thắng, như vậy hắn sẽ rất thảm. Theo hiểu biết của hắn về tính cách của Dương Diệp tuyệt đối sẽ làm hắn chết đi trong thống khổ. Cho nên, không có biện pháp, hắn vẫn đi ra. Cho dù muốn chạy trốn, ít nhất cũng phải đợi đến lúc sư phụ của Dương Diệp vẫn lạc hoặc bị thua. Ngươi là bộ xương. Ánh mắt yêu dạ lộ ra một tia hứng thú, nói. Đúng vậy, thực lực quả thật không tệ. Thân thể kẻ này tương đương thân thể bán thánh, yêu dạ huynh không thể chủ quan. La Tuấn trầm giọng nói. Yêu dạ lắc đầu, nói. Chỉ tương đương mà thôi, còn không tính là thân thể bán thánh chính thức. Đã còn không phải thân thể bán thánh chân chánh, như vậy sẽ không khó như vậy. Số 1, người đi gặp hắn đi, nếu bại cũng đừng làm mất mặt, bằng không ta sẽ lột quần áo của ngươi, à không đúng, là da của ngươi. Khóe miệng tên nam tử này co giật, sau đó hắn lao thẳng về phía thi tổ. Trường đao trong tay ra khỏi vỏ, ánh đao quang quét qua các nơi, đao quang đã đánh thẳng vào mặt thi tổ. Thi tổ hừ lạnh một tiếng, hắn giơ huyết nhận lên cao, sau một khắc. Hắn chém thẳng xuống. Một tia máu dài gần trăm trượng va chạm với ánh đao.
Oanh! Hai dòng năng lượng va chạm với nhau thật mạnh, một tiếng nổ lớn vang lên, vô số năng lượng khuếch tán ra chung quanh, cũng bao phủ thi tổ vào trong. Bành! Đột nhiên, trong khí lãng xuất hiện một tiếng rên rỉ, một bóng người bay ngược về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, người cổ vực thành thở ra một hơi, bởi vì người bay về phía sau chính là người thánh địa. Thi tổ lắc đầu, nói. Quá yếu, đổi kẻ mạnh hơn một chút đi. Sắc mặt người thánh địa kia khó coi, sau đó đều cười khổ, nói. Ta đấu với hắn một đao, phòng ngự của hắn quá biến thái, ta phá không được. Thật ngu ngốc, ngươi không biết chém vào mắt của hắn sao, ánh mắt hắn chính là sơ hở, khó trách ngươi không thể làm tổ trưởng đao tổ. Yêu dạ nhìn số một, giọng nói của hắn mềm mại lại hung ác, người chung quanh nghe hắn nói chuyện chẳng khác gì nữ tử đang tức giận. Toàn thân La Tuấn lạnh buốt, hắn không thể chịu nổi, hắn lập tức tiến sang một bên, dáng vẻ tiến vào trạng thái tu luyện. Kỳ thật La Tuấn run rẩy, nếu như không phải kiêng kỵ thực lực đối phương, hắn đã sớm dùng loạn đao chém giết. Một tên nam nhân, bọn họ làm sao chịu nổi dáng vẻ và tư thái của đối phương chứ? Nghĩ tới thực lực của đối phương, La Tuấn lập tức bóp chết suy nghĩ này. Yêu dạ liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó đi về phía thi tổ, tư thế đi đường của hắn uốn éo giống hệt nữ nhân, nhưng cũng không phải rất giống, tóm lại quái dị đến cực điểm. Nam yêu. Đột nhiên thi tổ nói. Chẳng lẽ thánh địa không có người? Phái một tên nam bất nữ ra mặt. Nghe yêu dạ nói thế, khóe miệng người thánh địa co giật liên tục, bọn họ dùng ánh mắt thương cảm nhìn thi tổ. La Tuấn cũng lắc đầu. Hắn cũng thương hại thi tổ. Quả nhiên, nụ cười trên mặt yêu dạ đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, ánh mắt hắn biến thành lạnh như băng. Một ánh đao lóe lên, ánh đao rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến mức trừ thi tổ ra đã không còn ai nhìn thấy. Thi tổ chạy tới cũng không kịp. Bành! Thi tổ và huyền giả nam vực kinh ngạc nhìn ánh đao đang bay tới, cuối cùng ánh đao cũng chém thẳng vào tường thành cổ vực thành. Tầng thứ 9, 1. Thi tổ chậm rãi đứng dậy, trước ngực hắn là vết đạo dài 20 phân, sâu 3 phân. Vết đao cắt vào xương trắng nên càng làm người ta chú ý. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Thược Dược các nàng giật mình. Gia hỏa bất nam bất nữ trước mặt có thể phá phòng ngự của thi tổ. Chỉ một đao. Thân thể của thi tổ tương đương với thân thể bán thánh đấy. Rốt cuộc nam tử trước mặt là quái vật gì? Đao thật nhanh, đao thật mạnh. Tay phải của Hiểu Vũ Tịch nắm thật chặt chuôi đạo. Trong mắt đầy ngưng trọng. Nàng tu luyện đạo, tuy trước kia đao của nàng nhanh chóng, nhưng nàng cảm nhận được. Có thể nói như vậy, đao của nam tử trước mắt là nhanh nhất trong những người nàng từng gặp, phương diện tốc độ công kích, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đều không bằng. Đao thật nhanh, 1000 đao, không ngờ huyền giả tôn giả cảnh thất phẩm lại có thể làm được. Trong giọng nói của thi tố còn mang theo một tia ngưng trọng, trước kia yêu giả không chỉ xuất ra một đao. Hắn xuất ra 1000 đao trong một lúc, 1000 đảo điệp ra mới phá vỡ phòng ngự của hắn. 1000 đao ngay lập tức, cho dù là một ít cường giả hoàng giả cảnh cũng khó có thể làm được. Trước kia ta đặc biệt thích lăng trì người hoặc yêu thú, nhưng đáng tiếc, không có người hay yêu thú nào có thể chịu nổi đao của ta. Hiện tại tốt rồi, ta nhìn thấy ngươi, ta biết rõ, nguyện vọng của ta đã có thể thực hiện được. Yêu dạ đi một bước về phía thi tổ, lúc hắn bước tới. Một tia sáng trắng xuất hiện, chỉ trong giây lát, trong mắt thi tổ bắn ra hai đạo hỏa diễm, nhưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai đám hỏa diễm quỷ dị này phân thành hai nửa, sau đó, bành, một tiếng, thi tổ bay ngược về phía sau. Tại vị trí thi tổ vừa đứng, yêu dạ đã tiến lên một bước, sau đó thi tổ lại bay ngược về phía sau. Cứ như vậy, thi tổ lại đứng lên và bay về phía sau. Trên mặt đám người La Tuấn lộ ra nụ cười, sắc mặt đám người Đinh Thược Dược trầm xuống, bởi vì đến bây giờ mới thôi, các nàng vẫn không nhìn thấy đao của yêu dạ. Thi tổ có thể nhìn thấy, nhưng vấn đề là hắn không tránh được, bởi vì tốc độ quá nhanh, thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể trốn thoát. Cứ như vậy, thi tổ liên tục bị lăng trì dưới cổ vực thành. Trong lôi trì tầng thứ 8, lúc này trên đỉnh đầu Dương Diệp đã mọc ra hai long giác. Hai tay của hắn biến thành long chảo màu vàng óng ánh. Trong cơ thể Dương Diệp, chất lỏng màu đỏ tươi đã giằng co với máu tươi của Dương Diệp thật lâu, dường như cả hai đạt thành hiệp nghị, cả hai đều dừng công kích nhau trong người Dương Diệp, một bên chiếm một nửa, nước giếng không phạm nước sông,
từ đó Dương Diệp thở ra một hơi, bởi vì phân tranh tiếp sẽ xé nát thân thể của hắn. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong nháy mắt hắn mở mắt ra, một đạo kim quang bay ra khỏi mắt Dương Diệp. Hình như phát giác được cái gì, Dương Diệp cúi đầu xem xét, sau đó hắn ngây người. Đây là thứ gì? Giọng nói của Dương Diệp hơi bối rối, nói giỡn, tuy hắn hâm mộ phòng ngự của Long tộc, nhưng hắn không muốn biến thành nửa người nửa rồng, tuy lân giáp rất phong cách, nhưng hắn không muốn biến thành quái vật. Bởi vì nếu như hắn biến thành như thế sẽ ảnh hưởng tới đại sự sinh con của mình. Sợ hãi một hồi, Dương Diệp cố gắng làm mình tỉnh táo lại, hắn thử khống chế những lân phiến kia, dần dần, hắn phát hiện mình có thể khống chế lân phiến. Dương Diệp vui mừng, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Bá bá! Khi Dương Diệp khống chế, tất cả lân phiến trên người hắn đều chui vào trong làn da, hắn lại khống chế lân phiến chui ra khỏi làn da, lần này hắn không đau đớn như lúc trước, bởi vì hắn phát hiện, lân phiến đã dung hợp làm một với làn da của hắn. Phòng ngự của mình hiện tại mạnh bao nhiêu? Trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ này, Dương Diệp huyễn hóa ra long lân, sau đó dùng một kiếm tăng thêm kiếm ý bát trọng vẽ lên lân phiến, một tia lửa bắn ra, khi tia lửa biến mất, lân phiến của hắn không có dấu vết. Dương Diệp không do dự, hắn tăng kiếm ý lên tới cửu trọng, sau đó lại vẽ một cái, tia lửa bắn ra ngoài, trên lân phiến không có dấu vết. Dương Diệp vui vẻ, sau đó hắn tăng kiếm ý lên tới thập trọng. Lúc này lân phiến xuất hiện dấu vết rất nhỏ, nhưng dấu vết kia mới vừa xuất hiện, sau đó nó đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Có năng lực tự chữa trị. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp đã bật cười như điên, hôm nay hắn có thể xác định, phòng ngự thân thể của hắn đã không yếu hơn thi tổ, thậm chí còn mạnh hơn. Còn có long tộc thủ hộ của long tộc, đây không phải là thủ hộ, mà là long tổ truyền thừa huyết thống long tố. Dương Diệp suy đoán. Những chất lỏng màu đỏ kia chính là tinh huyết của long tố, hắn thôn phệ tinh huyết nên biến thành một con rồng. Dương Diệp nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin. Đói. Đúng lúc này, đột nhiên Lôi Lâm xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó nàng duỗi bàn tay nhỏ bé về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn lấy mấy linh quả đưa cho Lôi Lâm, nàng lập tức bật cười vui vẻ, sau đó nhanh chóng nuốt trái cây. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Lôi Lâm, ngươi nguyện ý đi theo ta ra ngoài không? Thực lực của tiểu cô nương này rất quỷ dị, Dương Diệp cảm thấy nàng không phải là người, lựa chọn mang nàng đi ra ngoài, chủ yếu là nhìn nàng ở nơi này một mình quá đáng thương, cô đơn mấy vạn năm giống kiếm linh. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, hình như nàng suy nghĩ, nhưng nghĩ đến cái gì đó, nàng tại lắc đầu, sau đó chỉ xuống phía dưới, nói. Có người xấu, hắn sẽ ra ngoài. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, nói. Ngươi nói phía dưới có người. Lôi Lâm gật đầu, nói. Đó là người xấu rất lợi hại, Long Gia Gia đã bị hắn đánh chết. Long Gia Gia, Long Tổ. Nghĩ vậy, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, thậm chí ngay cả Long Tổ cũng bị tồn tại phía dưới đánh chết. Im lặng hồi lâu, Dương Diệp vẫn buông tha suy nghĩ này trong đầu, hắn không muốn tìm đường chết, đối phương có thể đánh chết Long Tổ. Cho dù bị phong ấn, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đối kháng. Dương Diệp nhìn về phía Lôi Lâm, nói. Ý của ngươi là, hắn có thể đi ra ngoài. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, nàng suy nghĩ thật lâu, dường như nàng lúc này mới hiểu ý của Dương Diệp, sau đó nói. Lối trận, chỗ của ta chính là trận nhãn. Dương Diệp đã hiểu, có lẽ Lôi Lâm cũng giống bản thể của kiếm linh, nơi này có trấn áp đồ vật khủng bố. Mà lôi trì này không phải là thánh địa tu luyện, mà là một lỗi trận cực lớn, mà Lôi Lâm chính là trận nhãn. Dương Diệp thở dài, xoa xoa đầu của Lôi Lâm, nói. Vậy ngươi muốn ở lại nơi này? Lôi Lâm lắc đầu, ánh mắt còn mang theo nước mắt, nói. Thật đói, không có người chơi với ta, ngươi không đi có được không? Nói xong, nàng vươn tay nắm góc áo của Dương Diệp, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó nói. Ngươi ở lại nơi này thì hắn không thể đi ra sao? Tuy hắn rất muốn mang Lôi Lâm đi, nhưng hắn cũng không muốn tìm đường chết. Lôi Lâm vừa đi, ai biết tồn tại phía dưới có đi ra hay không? Nếu xuất hiện cường giả thánh giả cảnh, chuyện này thật ghê gớm. Lôi Lâm lắc đầu, nói. Ta cảm giác, hắn sắp đi ra. Dương Diệp kinh ngạc, nói. Vì cái gì? Lôi Lâm suy nghĩ thật lâu, mới nói. Đoạn thời gian trước,
có một đạo năng lượng thật lợi hại đánh vào nơi này, sau đó lôi trận xuất hiện rất nhiều khe hở, tên phía dưới hấp thu rất nhiều năng lượng nên sắp đi ra. Khóe miệng của Dương Diệp co giật, hắn biết rõ năng lượng kia là cái gì, chính là Mục Hàn San hàng lâm đại lục mà tạo thành. Mà đầu sỏ chính là mình gây ra. Dương Diệp cười khổ, nói. Lôi Lâm, người không đi, hắn cần bao lâu mới đi ra ngoài? Lôi Lâm duỗi một đầu ngón tay. 100 năm. Dương Diệp thở phào một hơi. Lôi Lâm lắc đầu, nói. 1 năm. Gương mặt của Dương Diệp cứng đờ, hỏi. Vậy ngươi rời đi, hắn cần bao lâu mới đi ra? Lôi Lâm lại duỗi một ngón tay ra. 1 tháng. Lôi Lâm lắc đầu, nói. 1 năm. Dương Diệp thấp giọng thở dài, hắn giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Lôi Lâm, nói. Nhà đầu ngốc, đều là 1 năm, người ở lại nơi này sẽ chết, theo ta đi. Nói xong, Dương Diệp lôi kéo Lôi Lâm bay lên trên. Lôi Lâm cũng không có phản kháng, bởi vì nàng nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu. Lúc Lôi Lâm đi theo hắn bay lên, một màn quỷ dị xuất hiện, phàm là nơi Lôi Lâm đi qua, những lôi điện như nhìn thấy quân vương, chúng nhanh chóng tách ra hai bên. Dương Diệp có hỏi qua Lôi Lâm nàng là tồn tại gì nhưng không có đáp án, bởi vì chính nàng cũng không biết vì sao nàng thích lôi điện, ưa thích ăn cái gì, đặc biệt là ưa thích ăn 4 đại linh vật trong người Dương Diệp, bởi vì Lôi Lâm đã nhiều lần tỏ vẻ muốn ăn chúng. Dương Diệp không cho nàng ăn chúng, hắn chỉ có thể không ngừng cầm linh quả cho nàng ăn, sau khi Dương Diệp xuất ra hơn 100 viên linh quả đặt trước mặt nàng, nàng tạm thời bỏ đi suy nghĩ ăn 4 đại linh vật của Dương Diệp. Rất nhanh, được Lôi Lâm dẫn đường, hai người đã rời khỏi lôi trì. Tại vừa khỏi lôi trì, một tấm truyền âm phù xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau nửa ngày, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, sau đó hắn lôi kéo Lôi Lâm trực tiếp xé rách không gian đi tới cổ vực thành. Ngay tại Dương Diệp cùng Lôi Lâm vừa rời đi lôi chỉ không đến mấy hơi, lôi trong ao lôi điện đột nhiên lăn mình, quay cuồng, đón lấy, một đạo kẹp lấy hưng phấn cùng vô tận oán hận thanh âm đột nhiên tự lôi trong ao truyền tới. 10 vạn năm, rốt cuộc Trương Tuấn Vĩ ta sắp thoát ra ngoài. Rất nhanh, lôi chỉ bình tĩnh trở lại, âm thanh kia cũng biến mất. Cổ vực thành. Bành. Thi tổ lại bị đánh bay ra ngoài, bộ dạng của thi tổ lúc này vô cùng thê thảm. Bởi vì toàn thân hắn đã bị vết đao che kín, đúng, vết đao rậm rạp chẳng chịt che kín thân thể thi tổ, gần như không có khe hở. Trên tường cổ vực thành, trong mắt mọi người mang theo kiêng kỵ và hoảng sợ. Tốc độ công kích của yêu giả áp chế tuyệt đối, thi tổ không có chút sức hoàn thủ, chỉ có thể nhìn đối phương đánh mình bay đi. Cũng may thân thể của hắn đủ mạnh, trên người của hắn đầy vết đao nhưng hắn vẫn còn sống. A! À, sau khi bị đánh bay lần nữa, thi tổ gào thét một tiếng, toàn thân hắn bộc phát huyết khí ngập trời bao phủ thân thể yêu dạ. Lại có một tia sáng trắng bay lên. Bành! Thi tổ vừa đứng lên đã bay đi lần nữa. Tiếp tục công thành, yêu dạ thản nhiên nói. Phá thành này, sau đó bắt nữ nhân của Dương Diệp cho ta cũng không tin hắn sẽ không xuất hiện. La Tuấn gật đầu, sau đó hắn tiếp tục hạ lệnh mọi người tấn công. Yêu dạ thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn sang thi tổ, nói. Ngươi nói một chút, quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi, trừ xương cốt ra, ngươi còn có cái gì? Đến đây, đừng nằm đó, tiếp tục đứng lên đi, để cho ta nhìn thấy cường giả hơn 5.000 năm trước mạnh như thế nào. Thi tổ đứng dậy, trên người hắn lúc này đã không có nơi nào tốt, toàn thân hắn đầy vết đao, đặc biệt là phần bụng, bởi vì vết đao trọng điệp, hắn gần như sắp bị chặt đứt, dáng dấp rất thê thảm. Tuy nhiên, yêu dạ vẫn không thể đánh chết thi tổ. Thi tổ, ngươi đi đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Đinh Thược Dược trên tường thành trầm giọng nói. Nàng rất rõ ràng, thi tổ ở lại nơi này không có tác dụng, bởi vì nam tử trước mắt xuất đao quá nhanh, nhanh đến mức thi tổ không cách nào hoàn thủ. Khặc khặc. Thi tổ cười âm hiểm vài tiếng, nói. Lão tổ ta hiện tại rời đi, chỉ sợ về sau ta không thể ngóc đầu trước thánh địa. Nam yêu, tuy ngươi bất nam bất nữ làm lão tổ buồn nôn, nhưng không thể không nói. Thực lực ngươi rất mạnh, chỉ sợ Dương tiểu tử đối mặt với ngươi cũng không có cơ hội thủ thắng. Nhưng ngươi cảm thấy lão tổ thật sự không có biện pháp nào với ngươi sao? Ha ha! Ta sẽ lăng trì ngươi. Yêu dạ nói. Thi tổ tiến lên phía trước một bước, lúc hắn bước tới, đột nhiên khí tức toàn thân thi tổ tăng vọt, xương cốt toàn thân thi tổ lại bành trướng, xương cốt toàn thân càng lúc càng lớn,
không đến một lúc, thân thể thi tổ đã tăng lên gấp đôi. Yêu dạ nheo mắt, nói. Bí pháp, buồn cười, người chỉ có thân thể không trọn vẹn lại dám thi triển bí pháp, đáng đời ngươi cả đời chỉ bảo trì bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ cần có thể tiêu diệt ngươi, lão tổ sẽ xả một ngụm ác khí, cái gì cũng đáng giá. Giọng nói của thi tổ đầy âm lãnh, thân thể hắn bành trướng liên tục, không đến bao lâu, thân thể thi tổ đã bành trướng gấp 5 lần, hắn biến thành một bộ xương khô thật lớn. Một tia sáng trắng xuất hiện. Bành! Một tiếng trầm đục, thi tổ không có bay ngược về phía sau, hắn chỉ lui lại vài bước. Tốt! Nhìn thấy cảnh này, vô số huyền giả trên cổ vực thành hưng phấn kêu lên, trước kia, yêu dạ bày ra thực lực làm cho bọn họ tuyệt vọng. Thi tổ khủng bố, bọn họ vô cùng rõ ràng, nhưng thực lực của thi tổ tại không có lực hoàn thủ trước mặt người thánh địa. Nói thực ra, hiện tại, không có Dương Diệp xuất hiện, nội tâm người Nam vực như cho tàn, không có một chút hy vọng. Kỳ thật rất nhiều huyền giả cảm thấy, chỉ sợ cho dù Dương Diệp xuất hiện cũng không phải là đối thủ của cường giả thánh địa. Bởi vì Dương Diệp túc trước chiến thắng thi tổ cần dùng toàn lực. Mà Nam tử thánh địa còn chưa nghiêm túc. Hiện tại, nhìn thấy đao của Nam tử thánh địa không thể đánh bay thi tổ, hy vọng của mọi người lại bốc cháy. Ninh Thược Dược thở ra một hơi, bất kể như thế nào, ít nhất thi tổ sẽ không bị đánh không có lực hoàn thủ như trước. Trước kia thi tổ bị ngược đãi liên tục, sĩ khí của Nam vực bị đả kích rất lớn. Hiện tại mọi người nhìn thấy sự khủng bố của thánh địa, nội tâm của rất nhiều đã bắt đầu sợ hãi. Cũng may thực lực thi tổ hiện tại tăng nhiều, từ đó mọi người cho rằng yêu dạ không mạnh như bọn họ nghĩ. Dưới thành, thi tổ tiến lên phía trước. Oanh! Mặt đất nứt vỡ. Khặc khặc, lực lượng thật mạnh, chỉ một giờ là đủ đối phó ngươi rồi. Huyết nhận trong tay thi tổ chém xuống, một đám huyết quang bay ra, huyết quang không chậm hơn đao của yêu dạ, nó lập tức xuất hiện trước mặt yêu dạ. Yêu dạ hơi gật đầu, nói. Thú vị! Nói xong, tay của yêu dạ hơi động một chút, ánh đao hiện ra, mọi người nhìn thấy đao khí của yêu dạ vô cùng quỷ dị, bởi vì đao khí của hắn không phải hư ột đao, mà là 1000 đạo đao khí. Hơn 1000 đạo đao khí đầu đuôi tương liên, tầng tầng lớp lớp, những nơi chúng đi qua, không gian bị XD nứt tầng tầng, một khe nứt không gian dài hơn 100 trượng xuất hiện. Mọi người kinh hãi. Khi đao khí va chạm với huyết nhận của thích tổ, huyết nhận của thi tổ tan rã vô cùng nhanh chóng, đao khí vẫn bay thẳng về phía thi tổ. Trong mắt thi tổ bắn ra 2 đạo hỏa diễm cực mạnh, hắn không dám khinh thường, huyết nhận trong tay chém mạnh vào đao khí đánh tới. Bành! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, huyết nhận trong tay thi tổ nứt vỡ, sau đó thi tổ lại bay ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề đâm mạnh vào màn sáng hộ thành của cổ vực thành. Người trong cổ vực thành khiếp sợ. Yêu dạ lắc đầu, nói. Quá không thú vị, người ta chỉ hơi dùng chút sức thì ngươi đã bay ra ngoài, thật sự không có ý nghĩa. Tốt, nếu Dương Diệp không đi ra, ta sẽ bắt 2 nữ nhân của hắn đi, nghe nói hắn còn có con gái, như vậy không thể tốt hơn. Người ta thích nhất tiểu hài tử. Yêu dạ nói xong đã lao tới, đoạn đao bên hông ra khỏi vỏ, một đạo đao khí chém mạnh vào đại trận. Oanh! Màn sáng rung động mạnh, vô số vết rách xuất hiện trên màn sáng. Sắc mặt đám người Đinh Thược Dược thay đổi. Lại đến! Yêu dạ quát một tiếng, đoạn đao trong tay vung lên lần nữa, đạo khí lại chém vào đại trận bảo hộ cổ vực thành. Oanh! Vô số tiếng nổ vang vọng toàn bộ cổ vực thành. Tiếp tục, yêu dạ lại vung đao chém mạnh vào màn sáng lần nữa. Oanh! Màn sáng lại rung động mạnh, sau đó nó vỡ nát trước mặt mọi người. Đại trận hộ thành không còn. Sát! La Tuấn hưng phấn quát lớn. Nhìn thấy vô số cường giả chen chúc xông tới, đồng tử Đinh Thược Dược co rụt lại, quát lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị, tử chiến. Đều chết, một. Ngao! Trên tường cổ vực thành. Vô số huyền thú tôn giai chu lên một tiếng, sau đó thả người nhảy vào trong đại quân đỉnh Hán đế quốc. Cùng lúc đó, các cường giả tôn giả cảnh của cổ vực thành đều lao ra khỏi cổ vực thành, bọn họ đều thi triển ra huyền kỹ mạnh nhất bản thân. Lúc này, đại chiến bắt đầu. Cổ vực thành chỉnh thể thực lực yếu nhược đỉnh Hán đế quốc cùng trung vực, nhưng là cái này cũng không đại biểu cổ vực thành không có lực đánh một trận, đặc biệt là tại phù văn sư công hội các loại phù lục dưới sự trợ giúp. Cổ vực thành đại quân cùng đỉnh Hán đế quốc đại quân trong lúc nhất thời vậy mà chiến một tương xứng. Các ngươi cũng tiến lên. Không chung, bỗng nhiên yêu dạ nói.
đám người của hắn đều thả người gia nhập chiến đấu. Khi bọn họ gia nhập, bên phía Nam vực xuất hiện hoàn cảnh xấu. Bởi vì nơi đám người này đi qua sẽ có vài tôn giả cảnh cùng huyền thú tôn giai rơi xuống. Đám người này giống như thanh đao bén nhọn, đi qua nơi nào sẽ cắt nát nơi đó, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, huyền giả cổ vực thành không thể ngăn cản nổi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Đinh Thược Dược trầm xuống, Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi nhìn nhau, sau đó thân hình khẽ động, bọn họ đều lao tới ngăn cản đám người thánh địa. Thần Tịch Nguyệt cũng không yếu thế, nàng cũng đi theo sau. Đinh Thược Dược kinh hãi, nhưng sau đó xoay người nhìn An Bích Như đã xuất hiện sau lưng nàng, nói. An phu nhân, kính hát xin xuất thủ tương trợ các nàng. An Bích Như hơi trầm ngâm, sau đó nàng gật gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, một gợn sóng truyền ra xa. Chỉ thấy hơn 30 tên áo đen quỷ dị xuất hai kiện trên cổ vực thành, 30 tên áo đen hành động, bọn họ đuổi theo đám người Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch và Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt không thể đánh lại đám người thánh địa, cũng may có 30 người áo đen trợ giúp mới miễn cưỡng ngăn chặn đám người thánh địa, nhưng bọn họ vẫn lâm vào hoàn cảnh xấu. Đó là nữ nhân của Dương Diệp. Ánh mắt yêu dạ nhìn lên người Hiểu Vũ Tịch, sau đó hắn hỏi La Tuấn. La Tuấn gật gật đầu, nói. Như thế nào, yêu dạ huynh có hứng thú với nữ nhân? Người ta có hứng thú với mỹ nam tử như La huynh. Trên mặt yêu dạ xuất hiện một tia ửng đỏ, hắn e thẹn nhìn La Tuấn. La Tuấn cảm giác thân thể không khỏe. Ta nói giỡn. Bỗng nhiên yêu dạ cười nói. Xem ra đã dọa La huynh sợ, thật sự không có ý nghĩa. La Tuấn cười gượng, vội vàng nói sang chuyện khác. Yêu dạ huynh, không phải người rất hiếu kỳ về Dương Diệp sao? Chỉ cần người bắt nữ nhân của hắn, ta dám cam đoan, Dương Diệp nhất định sẽ xuất hiện. Người muốn cợi dụng người ta thì cứ nói thẳng đi. Yêu dạ lườm La Tuấn, ánh mắt đầy mị ý của hắn càng làm La Tuấn hoảng hốt. Đột nhiên yêu dạ thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn đám người Hiểu Vũ Tịch, nói. Cho dù người thánh địa chúng ta không chịu nổi thế nào cũng không phải người mà Dương Diệp có thể giết. Chờ ta bắt nữ nhân của hắn, ta sẽ phế bỏ tu vi của các nàng trước, sau đó cho các nàng làm quân kỹ. La huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Dường như yêu dạ cố ý, giọng nói của hắn dùng huyền khí truyền đi rất xa, tiếng nói như sấm vang lên bên tai mọi người. La Tuấn liếc mắt nhìn yêu dạ, trong nội tâm dùng mình, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hình như yêu dạ trước mắt này rất chán ghét nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, nhưng việc này không liên quan gì tới hắn. La Tuấn cười cười, nói. Dùng nữ nhân xinh đẹp như thế làm quân kỹ thì thật đáng tiếc, nhưng không có biện pháp, ai bảo các nàng có mắt không trọng. Vừa ý Dương Diệp làm gì? Ha ha các huynh đệ, các người nghe được chưa, còn không dùng toàn lực giết. Ha ha! Trong tràng, vô số cường giả đỉnh Hán đế quốc cười to như điên. Trên tường thành cổ vực thành, sắc mặt Đinh Thược Dược thay đổi, nàng nói. Vũ Tịch, các ngươi nhanh trở lại. Trở về. Yêu giả cười lạnh một tiếng, nói. Muộn rồi. Lúc hắn muốn ra tay, lúc này... Một tiếng long ngâm vọng tới từ hướng chân trời, sau đó có một con quái vật khổng lồ xuất hiện trên không trung cổ vực thành. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Thược Dược thở ra một hơi, sắc mặt đám người La Tuấn cùng người trung vực thay đổi. Giống. Hoàng Kim Cự Long gầm lên giận dữ, sau đó va chạm với đại quân của đỉnh Hán đế quốc, sắc mặt cường giả đỉnh Hán đế quốc thay đổi, bọn họ không ngừng bỏ chạy khắp bốn phía. Oanh. Hoàng Kim Cự Long đụng vào trong đám người. Mặt đất rung lên rất mạnh, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Xa xa, sắc mặt La Tuấn khó nhìn, bởi vì cú va chạm vừa rồi, bên hắn đã chết ít nhất mấy ngàn cường giả linh giả cảnh, trong đó còn có hơn 100 cường giả tôn giả cảnh không kịp bỏ trốn. Hôm nay, không phải người Nam vực ta, đều chết. Dương Diệp nắm bàn tay nhỏ bé của Lôi Lâm rời khỏi lưng Hoàng Kim. Cự Long, giọng nói của hắn vang lên như sấm sét. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, trong nội tâm vô số huyền giả Nam vực thở ra một hơi, bất kể như thế nào, chỉ cần Dương Diệp ở đây, bọn họ sẽ cảm thấy có hy vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng nhìn thấy Dương Diệp bại. Trái lại, những cường giả trung vực thì kiêng kỵ, uy danh của Dương Diệp rất mạnh, bọn họ cũng nhìn thấy tận mắt, mặc dù có cường giả thánh địa ở đây nhưng nội tâm của bọn họ không nắm chắc. Bởi vì giống như huyền giả Nam vực, bọn họ chưa từng nhìn thấy Dương Diệp thất bại. Dương Diệp cầm tay Lôi Lâm đi về phía yêu giả cùng La Tuấn, lúc này,
Huyền giả đỉnh Hán đế quốc căn bản không dám ngăn cản, bọn họ liên tục lui sang hai bên, nhường ra một con đường. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Tuấn cực kỳ khó nhìn, lúc hắn muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp không nhìn hắn, Dương Diệp chỉ nhìn Yêu Dạ. Ngươi nói chuyện lúc trước ta đã nghe được. Yêu Dạ dò xét Dương Diệp, sau đó hắn cười nói. Thì tính sao? Dương Diệp khẽ cười một tiếng, nói. Ta vốn không có hứng thú thành hạ người khác, nhưng hiện tại, ngươi làm ta cảm thấy có hứng thú. Yên tâm, lát nữa ta sẽ không giết ngươi, nhìn bộ dáng ngươi như vậy, nghĩ đến ngươi rất muốn làm nữ nhân, không sao, lát nữa ta sẽ ném ngươi vào đại quân huyền thú, cho ngươi chính thức được làm nữ nhân một lần, không chỉ có ngươi, người thánh địa đều có phần. Long có nghịch lân, sờ vào sẽ giận dữ, Yêu Dạ nói những lời lúc trước, không thể nghi ngờ đã xúc động nghịch lân của Dương Diệp. Ha ha, Yêu Dạ cười lớn, tiếng cười của hắn bén nhọn, hắn cười một lát, sau đó nhìn Dương Diệp và lắc đầu, nói. Ta thừa nhận, ngươi giết Tả Đăng Phong, thực lực nhất định không tệ, nhưng chỉ nói rõ ngươi có tư cách đánh với ta một trận, hiểu chưa? Còn nữa, bởi vì ngươi nói năng lỗ mãng, cho nên, cho dù như thế nào, ta sẽ thực hiện những gì ta nói, ta có thể xác định điểm này. Không chỉ như thế, ta còn muốn ngươi nhìn thấy kết cục thê thảm của nữ nhân mà ngươi yêu mến. Dương Diệp không nói nhảm, bởi vì nói nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn quay người chỉ vào đinh thực dược trên cổ vực thành, nói. Lôi Lâm nghe lời, đi tìm vị tỷ tỷ kia được không? Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, nói. Ta có thể giúp ngươi đánh người xấu. Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Ngươi giúp ta bảo hộ các tỷ tỷ kia là được không? Thực lực của Lôi Lâm rất mạnh, ít nhất theo như Dương Diệp đoán, chỉ sợ chỉ hơi kém hơn Tả Đăng Phong, hình như nàng không am hiểu chiến đấu, chỉ biết dùng thiên lôi đánh loạn. Nhưng những thiên lôi kia, trong tình huống không thi triển kiếm ý thập trọng thì hắn cũng phải kiêng kỵ. Lôi Lâm gật đầu, nàng quay người đi hai bước, dường như nhớ lại cái gì, nàng lại quay người duỗi bàn tay nhỏ bé về phía Dương Diệp bất đắc dĩ cười cười, sau đó lấy ra hai quả linh quả đặt vào trong tay nàng. Lôi Lâm cười ngọt ngào, sau đó cầm hai linh quả quay người đi về phía đinh thực dược. Trong một đám cường giả tôn giả cảnh, một tiểu nữ hài chạy chậm lộ ra cảnh tượng rất quỷ dị. Một bên, La Tuấn gật đầu với một tên tôn giả cảnh ở xa xa, kia tôn giả cảnh kia trầm ngâm một chút, sau đó hắn vươn tay về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm dừng bước lại, nháy mắt mấy cái, hai đạo lôi quang bay ra khỏi mắt nàng và đánh lên người tên cường giả tôn giả cảnh kia. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tên cường giả tôn giả cảnh kia bị đánh thành hư vô. Đồng tử của La Tuấn co rút dữ dội, tiểu cô nương này là quái vật gì? Lại có thể miểu sát cường giả tôn giả cảnh lục phẩm. Dương Diệp này tìm đâu ra yêu nghiệt khủng bố như thế? Trong mắt Yêu Dạ xuất hiện một tia ngạc nhiên. Sau khi đánh chết tên cường giả tôn giả cảnh, Lôi Lâm ôm linh quả vào trong ngực, sau đó nhìn về phía các cường giả tôn giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc. Nàng nói, các ngươi cũng muốn đoạt linh quả của ta sao? Bị Lỗi Lầm nhìn như thế, vài tên cường giả tôn giả cảnh vô ý thức vội vàng lắc đầu, nói đùa, tiểu cô nương này có thể miểu sát tôn giả cảnh lục phẩm đấy. Thấy mấy người lắc đầu, Lôi Lâm mỉm cười, sau đó có lôi quang bao phủ chân nàng, sau đó Lôi Lâm trực tiếp xuất hiện bên cạnh đinh thực dược. Mọi người khiếp sợ lần nữa, bởi vì tốc độ kia thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức rất nhiều người không nhìn rõ tốc độ của Lôi Lâm. Nhìn Lôi Lâm, nội tâm đinh thực dược cũng chấn động, nhìn Lôi Lâm, lại nhìn Dương Diệp, trong nội tâm thấp giọng nói. Tiểu cô nương này là con tư sinh của Dương Diệp sao? Nhìn Lôi Lâm tiến vào cổ vực thành, Dương Diệp phung tay phải lên, 5 tên kiếm nô thánh địa và 10 tên kiếm nô của hắn xuất hiện ở giữa sân, được Dương Diệp điều khiển, 15 tên kiếm nô đã đi tới bên cạnh đám người Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, nàng xông thẳng vào đám người thánh địa. Được 15 tên kiếm nô trợ giúp, Hiểu Vũ Tịch các nàng đã chiếm thượng phong. Khi đám người Hiểu Vũ Tịch động thủ, đinh thực dược đứng trên cổ vực thành nói. Không cần thủ thành, tất cả mọi người xuất chiến. Sát! Vô số huyền giả trong cổ vực thành điên cuồng lao ra khỏi tường thành, bọn họ xông thẳng vào đám cường giả của đỉnh Hán đế quốc. Dương Diệp lại lắc tay. Một kiếm xuất hiện trong tay phải của hắn, nói. Hôm nay, không phải người Nam vực chúng ta, đều chết. Kiếm ý thập trọng quét qua chung quanh. Đao, kiếm, một. Kiếm ý thận trọng.
Trong mắt Yêu Dạ sinh ra hứng thú nồng đậm, nói. Đúng vậy, kiếm ý lăng lệ ác liệt, còn mạnh hơn cả đầu gỗ Tả Đăng Phong kia, không nghĩ tới huyền giả đại lục lại còn có thiên tài như ngươi. La huynh, người đứng xem cuộc chiến là được, không nên ra tay, bằng không chính là sỉ nhục ta. Nói xong, trong cơ thể Yêu Dạ bộc phát đao ý rất mạnh. Đao ý thận trọng. Sắc mặt La Tuấn biến hóa, hắn do dự và lui sang một bên. Nội tâm của những yêu nghiệt này rất cao ngạo, đặc biệt là Yêu Dạ bước ra từ thánh địa, đối phương muốn một mình giải quyết Dương Diệp cũng hợp tình lý. Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì Dương Diệp cũng không phải kẻ yếu. Cẩn thận khoái đạo của hắn. Lúc này, thì tổ đứng cách đó không xa nhắc nhở. Dương Diệp gật gật đầu, trong quần áo xuất hiện long lân. Đối mặt với bất cứ địch nhân nào, hắn sẽ không khinh thường, bởi vì khinh thường đối thủ là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Gần như cùng lúc Dương Diệp triệu hồi long lân bao phủ thân thể, một tia sáng trắng xuất hiện, sau đó quần áo trước ngực Dương Diệp đã xuất hiện vết rách. Thân thể Dương Diệp hơi nhúc nhích, nhưng hắn vẫn không lui lại. Nhìn thấy một cảnh này, đồng tử của La Tuấn co rụt lại, Dương Diệp đã mạnh mẽ hơn trước. Sắc mặt của Yêu Giả cũng thay đổi, hiển nhiên, hắn không ngờ Dương Diệp lại có thể ngạnh kháng khoái đao của hắn. Yêu Giả siết chặt chuôi đao, hắn không dám xem thường đối thủ. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, tuy nam tử thánh địa trước mắt không có thương tổn đến hắn, đao của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể ngăn cản. Đến lượt ta, Dương Diệp đép mạnh xuống đất, hắn mượn nhờ mặt đất lao đi, thân thể như đạn pháo lao thẳng về phía Yêu Giả. Yêu Dạ hừ lạnh một tiếng, đoạn đao ra khỏi vỏ, ánh đao của hắn va chạm với kiếm của Dương Diệp. Oanh! Tiếng nổ mạnh sinh ra, vô số kiếm khí đao khí bắn tung tóe, làm cho mặt đất phạm vi trăm trượng chung quanh rách nát. Dương Diệp cùng Yêu Dạ bị đao khí và kiếm khí chấn bay về phía sau, cả hai lại lao vào nhau. Một kiếm va chạm với đoạn đao. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, một đạo khí hình tròn khuếch tán ra từ vị trí hai bên va chạm. Lực lượng cường đại đẩy hai người lui về phía sau 200 trượng. Trong mắt Yêu Dạ sinh ra một tia thần thái ngưng trọng, bởi vì tay của hắn run rẩy, hắn không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp lại mạnh như vậy, hơn nữa phòng ngự thân thể của Dương Diệp còn vượt qua suy nghĩ của hắn, phòng ngự thân thể của Dương Diệp cũng mạnh hơn Thi Tổ một cấp bậc. Sau một khắc, thân hình Yêu Dạ biến mất quỷ dị, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, đoạn đao trong tay Yêu Dạ cũng cắt vào yết hầu của Dương Diệp. Keng, đoạn đao trong tay cắt yết hầu Yêu Dạ của Dương Diệp, một tia rửa bắn tung tóe, đồng tử Yêu Dạ co rụt lại, hắn không nghĩ tới trên người Dương Diệp còn có rong tân, hơn nữa long lân còn mang theo kiếm khí phòng ngự đao khí của hắn. Lúc hắn chuẩn bị rút lui, vào lúc này, một kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm vào ngực của hắn. Bành, Yêu Dạ bay ngược về phía sau hơn trăm trượng, tại bộ ngực của đối phương xuất hiện dấu đỏ tươi hấp dẫn người ta chú ý tới. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Tuấn âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể đả thương Yêu Dạ. Hắn vội vàng nhắc nhở. Yêu Dạ huynh, không nên cận chiến với hắn, sẽ ăn thiệt thòi. Yêu Dạ thò tay vuốt máu tươi trên ngực, sau đó hắn đưa lên miệng liếm, nói. Máu, ha ha, ta đã lâu chưa chảy máu, không nghĩ tới người ta lại bị thế giới cấp thấp ngoài thánh địa làm đổ máu. Dương Diệp, ta cho người biết, người đã chọc giận ta, người ta tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nam nhân nên có dáng dấp của nam nhân. Dương Diệp nói. Người muốn làm nữ nhân thì trực tiếp tự cung đồ chơi kia đi, cần gì bất nam bất nữ chọc người khác buồn nôn. Chẳng lẽ ngươi không biết dáng dấp của mình thật sự làm người ta muốn ói hay sao? Bên cạnh, La Tuấn nheo mắt, Dương Diệp muốn đắc tội Yêu Dạ, cho dù Dương Diệp nói chuyện cũng có đạo lý. Gương mặt của Yêu Dạ vặn vẹo, đời này hắn hận nhất người khác nói hắn là nam yêu. Bởi vì đây là đau đớn lớn nhất đời hắn. Không có ai biết, đạo của hắn nhanh như thế là vì năm xưa hắn tu hành bí pháp kỳ dị, muốn tu luyện bí pháp này, điều kiện thứ nhất chính là vung đao tự cung. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn lựa chọn vung đao tự cung, từ đó về sau, hắn. Từ thiên tài bình thường của thánh địa biến thành siêu cấp thiên tài, hắn chen vào top 10 của thánh địa, cũng trở thành tôn tạo xuất đao nhanh nhất thánh địa. Nhưng từ đó về sau, hắn cũng trở thành một quái vật, mặc kệ giọng nói hay tính cách đều giống nữ nhân. Thậm chí, hắn trông thấy nữ nhân sẽ sinh ra đố kỵ, có cảm giác chán ghét. Tuy người thánh địa người ngại thực lực của hắn, bọn họ đều nhắm một con mắt mở một con mắt,
cho dù những yêu nghiệt bài danh cao hơn hắn cũng không dám châm chọc hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay tại Nam vực này, lại có người chọc vào nỗi đau của hắn. Như thế nào? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, lại nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Bề ngoài là giọng nam nhân, nhưng nội tâm và hành vi nhưng giống nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không phải rác rưởi buồn nôn hay sao? Ngươi muốn chết? Gương mặt của yêu dạ vặn vẹo, đoạn đao trong tay ra khỏi vỏ, đao khí không ngừng đánh tan kiếm khí của Dương Diệp, lúc này, đao trong tay yêu dạ không ngừng lại chút nào. Đao khí không ngừng hiện ra, chỉ trong nháy mắt, gần 5.000 đao khí xuất hiện, trọng yếu nhất chính là đao khí tương liên với nhau, một đạo tiếp một đạo, quan trọng hơn chính là đao của yêu dạ vẫn chưa dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của vô số người lộ ra vẻ kinh hãi. Dương Diệp nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, hộp kiếm màu đen xuất hiện sau lưng, ngay sau đó có vô số kiếm quang bay ra ngoài, sau đó tất cả đều bắn thẳng vào đao khí. Được kiếm ý thập trọng gia trì, những huyền kiếm thiên giai kia ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, không gian rung chuyển, 10 vạn huyền kiếm bao phủ toàn bộ không trung cổ vực thành, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Oanh! Huyền kiếm va chạm với đao khí, âm thanh đinh tai nhức óc và khủng bố bao phủ toàn bộ cổ vực thành vào trong, vô số đạo khí lãng và kiếm khí cùng đao khí khuếch tán ra chung quanh, những huyền giả đứng gần sẽ bị chúng đánh thành thịt nát. Vô số huyền giả điên cuồng chạy ra khỏi phạm vi chiến đấu của Dương Diệp cùng yêu giả. Hư không chạm. Đúng lúc này, yêu giả quát lớn, ngay sau đó có một đạo đao khí cực nhanh chém thẳng về phía Dương Diệp. Đao khí đi qua nơi nào, không gian nơi đó sẽ vỡ nát cực kỳ chỉnh tề, hiển đao khí cực kỳ sắc bén. Dương Diệp lấy kiếm xích ra, sau đó chân phải đạp mạnh xuống đất, mặt đất sụp xuống, Dương Diệp mượn lực lao thẳng về phía trước. Hai tay nắm lấy kiếm xích, Dương Diệp thét to một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng lao thẳng vào đao khí của yêu dạ. Bành! Kiếm xích của Dương Diệp chém mạnh vào đao khí của yêu dạ, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên hai tay của Dương Diệp biến đổi, biến thành long chảo màu vàng, tiếp đó, Dương Diệp lại dùng lực thật mạnh, kiếm xích lập tức chém đứt đao khí của yêu dạ, hắn cũng xuất hiện trước mặt đối thủ. Sắc mặt yêu dạ thay đổi, hắn không kịp trốn tránh, hắn vung đoản đao trong tay ngăn cản Dương Diệp tấn công. Bành! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hai chân yêu dạ hơi cong, mặt đất dưới chân hắn lún xuống, vô số vết rạn như mạng nhện khuếch tán ra chung quanh. Vào lúc khoái đao của ngươi không thể ngăn cản ta, ngươi không là cái gì cả. Nhìn yêu dạ, trên mặt Dương Diệp lộ ra nụ cười lạnh, tay hắn lại dùng sức, lại có tiếng nổ lớn vang lên, sau đó Dương Diệp cùng yêu dạ lại tiến vào lòng đất. Keng! Dưới mặt đất sinh ra âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau. Ninh Thược Dược vô cùng lo lắng, mặc dù nàng thấy Dương Diệp chiếm thượng phong, nhưng ai biết yêu dạ có hậu chiêu hay không. Những người của Thánh Địa không thí đại đạo kỹ và huyền khí đạo giai, thậm chí còn có các loại bí pháp cường đại. Cho nên, mặc dù các nữ nhân rất có lòng tin vào Dương Diệp, nhưng nội tâm bọn họ đều có bận tâm. Oanh! Đột nhiên, dưới mặt đất có tiếng nổ lớn vang lên, sau đó mặt đất bắt đầu sụp xuống, không đến qua bao lâu. Mặt đất phạm vi gần ngàn tượng dưới cổ vực thành sụp xuống. Bành! Một bóng người bay ra khỏi mặt đất. Là yêu giả. Đám người La Tuấn vui vẻ. Sắc mặt đám người Đinh Thược Dược biến thành trắng bệch. Mọi người cũng không có phát hiện, lúc này toàn thân yêu giả đều là vết kiếm, trong mắt của hắn còn có sợ hãi. Ha ha! Bên phía trung vực, vô số cường giả bộc phát tiếng cười to không kiêng nể gì. Khi yêu giả đi ra, dĩ nhiên Dương Diệp đã bại, hoặc nói đã chết. Dương Diệp vừa chết, như vậy thắng lợi sẽ thuộc về trung vực, cho nên bọn họ vô cùng cao hứng. Trái lại với Nam vực, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, trong mắt đầy hoảng sợ. Ta đầu hàng. Đột nhiên, bên Nam vực có một ít huyền giả đột nhiên lao ra khỏi cổ vực thành, điên cuồng chạy về phía trung vực. Ninh Thược Dược biến sắc, lúc này, giọng nói của La Tuấn vang vọng cổ vực thành. Trời cao có đức hiếu sinh, phàm là người đầu hàng, chỉ cần có thể chém giết huyền giả Nam vực lập công chuộc tội, đỉnh Hán đế quốc ta sẽ không truy cứu việc lúc trước, nếu người ngoan cố chống lại đến cùng, thời điểm thành phá chính là lúc các ngươi bị diệt tộc. Lý gia ta nguyện ý đầu hàng. Nghe Tha La Tuấn nói thế, hơn 10 huyền giả đột nhiên bay ra khỏi cổ vực thành, sau đó bay về phía trung vực. Vương gia ta nguyện thuần phục nhân chủ. Lại có mười mấy người bay ra khỏi cổ vực thành. Tần gia ta,
chỉ chốc lát, đã có gần 20 thế gia bay ra khỏi cổ vực thành và đầu hàng đại quân của La Tuấn. Ha ha! La Tuấn cười như điên, hắn cười rất thoải mái. Sắc mặt của Đinh Thược Dược rất bình tĩnh, trong mắt không có chút chấn động. Thược Dược! Lúc này, một thanh niên Đinh gia xuất hiện trước mặt nàng, hắn mở miệng đang muốn nói cái gì đó, Đinh Thược Dược lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, người muốn đẩy Đinh gia chúng ta vạn kiếp bất phục hay sao? Người khác không có chú ý tới vẻ mặt của yêu dạ, nàng làm sao không chú ý chứ? Còn có một điểm quan trọng nhất chính là, không gian điêu quan hệ rất tốt với Dương Diệp còn không có hiện thân. Nếu như Dương Diệp chết thật, tiểu gia hỏa kia tuyệt đối sẽ hiện thân. Cho nên, nàng vô cùng khẳng định, Dương Diệp còn chưa chết. Khi thanh niên và Đinh Thược Dược nói chuyện với nhau, lại có vài gia tộc bay ra khỏi cổ vực thành, bay về phía La Tuấn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt thanh niên hiện ra một tia hung ác, nói. Thược Dược, Đinh gia chúng ta không thể chôn cùng cổ vực thành, ta. Đột nhiên, một thanh kiếm xuyên thấu qua đầu của thanh niên, người cầm chuôi kiếm chính tả Đinh Thược Dược. Trên tường thành, tất cả mọi người sửng sốt. Đinh Thược Dược nhìn đám người chung quanh, nói. Trong cổ vực thành tại, chỉ cần còn Đinh gia ta, nếu người Đinh gia nào dám nói đầu hàng, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Ngươi, một gã đệ tử Đinh gia giận không kiềm chế nổi, hắn đang muốn nói cái gì, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Thược Dược nhìn sang. Hắn cảm giác nội tâm lạnh lẽo, cũng không dám nói chuyện. Đinh Thược Dược là người Đinh gia, nhưng lúc này Đinh Thược Dược còn có một thân phận khác, đó chính là người chỉ huy đại quân cổ vực thành, đây chính là vị trí cho mấy vị cường giả hoàng giả cảnh khâm định. Nàng hiện tại có thể chỉ huy đại quân của cổ vực thành. Đinh cô nương. Lúc này, La Tuấn xuất hiện trên không trung cổ vực thành, bỗng nhiên nói. Hôm nay Nam vực thất bại. Chẳng lẽ Đinh cô nương còn muốn Đinh gia chôn cùng cổ vực thành hay sao? La Tuấn ta hứa hẹn, chỉ cần Đinh cô nương nguyện ý đầu hàng, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, hơn nữa Đinh gia ngày sau vẫn là bá chủ loạn ma hải. Nghe vậy, vô số đệ tử Đinh gia trong cổ vực thành đã động tâm, nhưng Đinh Thược Dược vẫn không quan tâm tới, nàng lạnh lùng nói. Cổ vực thành còn, Đinh gia ta còn, cổ vực thành vong, Đinh gia ta vong. Trong mắt La Tuấn bắn ra hào quang hung ác. Hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên trời, sau đó Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, Thược Dược, có phải ngươi biết rõ ta không chết nên cố ý nói cho ta nghe? Dương Diệp xuất hiện trên không trung cổ vực thành, Đinh Thược Dược trên tường thành cười to. Kỳ thật lúc yêu dạ đi ra, hắn đã chuẩn bị đi ra, nhưng khi có người đầu hàng, hắn cũng không có đi ra, bởi vì hắn muốn xem trong cổ vực thành có bao nhiêu người sớm có dị tâm. Không nghĩ tới, không ngờ vào lúc nguy cấp như vậy lại có nhiều người đi ra đầu hàng như thế. Nhưng cũng tốt, hắn cũng có thể dễ dàng diệt trừ u ác tính trong cổ vực thành. Nhìn thấy Dương Diệp, tất cả mọi người đều sửng sốt, nụ cười trên mặt La Tuấn cứng đờ. Những huyền giả phản bội cổ vực thành đều sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Dương Diệp không có chết. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm. Vô số người chột dạ, lúc này bọn họ mới phát hiện. Trên người yêu dạ lúc này lại có vô số vết kiếm, mà trái lại trên người Dương Diệp trừ quần áo tổn hại ra, hắn không có bị thương. Huyền giả đỉnh Hán đế quốc và người phản bội Nam vực cảm giác tâm thần mát lạnh. Vào lúc Đinh Thược Dược nhìn thấy Dương Diệp, nội tâm nàng thả lỏng, nàng cũng đang đánh bạc, bởi vì nếu như Dương Diệp chết thật, quyết định lúc trước của nàng sẽ đẩy Đinh ra chôn cùng Dương Diệp, nhưng khá tốt, Dương Diệp không có chết. Dương Diệp còn muốn nói điều gì đó, lúc này. Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ Tịch đã xuất hiện trước mặt hắn, sau đó hai nàng nhào vào lòng hắn, nhìn thấy sắc mặt hai nàng tái nhợt, Dương Diệp cảm thấy đau lòng, hắn biết rõ, hắn không có đi ra đã làm hai nàng lo lắng. Ôm hai nữ, hắn muốn mở miệng an ủi, lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy mình còn bị người khác ôm, nghiêng đầu nhìn thấy Tần Tịch Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Dương Diệp lập tức cười khổ không thôi, yêu nữ này. Nhưng sắc mặt của Tịch Nguyệt cũng hơi tái nhợt. Dương Diệp cảm thấy ấm áp, tuy hắn và yêu nữ lúc trước lợi dụng lẫn nhau, nhưng yêu nữ này vẫn có tình với hắn. Hiểu Vũ Tịch và Tô Thanh Thi kích động qua đi, sắc mặt hai người đỏ bừng, sau đó thoát ly Dương Diệp ôm ấp, Hiểu Vũ Tịch hơi cúi đầu, nàng không nói gì, sắc mặt Tô Thanh Thi nhanh chóng khôi phục như cũ, ánh mắt nàng nhìn sang Tần Tịch Nguyệt, cũng không nói thêm lời nào, chỉ thấp giọng nói với Dương Diệp. Cẩn thận một chút, nói xong đã dẫn theo Hiểu Vũ Tịch trở lại cổ vực thành.
Tần Tịch Nguyệt hôn lên mặt Dương Diệp một cái, cười đùa nói. Cẩn thận một ít, nếu như ngươi chết, ta sẽ cho ngươi đội nón xanh. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, nàng cũng trở lại cổ vực thành. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó hắn xoay người lại, nói. Thật sự làm cho ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đấu sinh tử với ta dưới đất, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại chạy trốn. Thực lực Tả Đăng Phong còn yếu hơn ngươi nhưng hắn là nam nhân, mà ngươi, bề ngoài cũng giống như nội tâm, không tính là nam nhân. Nghe vậy, mọi người ở đây cảm thấy kinh hãi. Yêu Dạ đã bị đánh bại. Đao trận, một. Đồng tử của La Tuấn co rụt dữ dội, hắn cũng không nghĩ tới, Yêu Dạ lúc trước sợ hãi chạy trốn. Dương Diệp lại mạnh mẽ hơn trước. Nghĩ vậy, sắc mặt La Tuấn dữ tợn và đáng sợ, mình mới là nhân hoàng A, mình mới là người phát ngôn của thiên địa, dựa vào cái gì Dương Diệp lại gặp kỳ ngộ liên tục? Dựa vào cái gì? Sắc mặt của Yêu Dạ cũng khó coi, khoái đao của hắn nhanh, nhanh đến mức địch nhân không thể né tránh, nhưng khoái đao của hắn gặp được khắc tinh, đó chính là Dương Diệp. Bởi vì khoái đao của hắn không thể làm gì Dương Diệp, phòng ngự thân thể của Dương Diệp đã vượt qua hắn tưởng tượng. Đối với Dương Diệp, chỉ dựa vào nhanh như đá là không được, còn phải có năng lực phá vỡ lực lượng phòng ngự của hắn, mà phương diện này lại là khuyết điểm của hắn. Oanh! Lúc này, trong hư không phát ra tiếng nổ mạnh, âm thanh to lớn rung chuyến toàn bộ Nam Vực. Sau đó mọi người kinh hãi nhìn lên không trung. Nhìn thấy mấy cổ thi thể rơi xuống, sắc mặt đám người La Tuấn cùng Yêu Dạ thay đổi, bởi vì những thi thể đó là cường giả của Thánh Địa cùng đỉnh Hán Đế Quốc. Người bên phía Dương Diệp thở ra một hơi, tuy trước mắt Mạc Lão bị vây công, nhưng nghĩ tới Mạc Lão không dễ dàng bị vây giết và đánh bại như thế. Chỉ cần Mạc Lão không chết hoặc thất bại, như vậy Thánh Địa cùng đỉnh Hán Đế Quốc vĩnh viễn phải tuân thủ quy tắc hoàng giả cảnh không thể ra tay với tôn giả cảnh. Bằng không thì, một gã bán thánh có thể ra tay với cường giả dưới bán thánh, cho dù là bán thánh cũng ngăn không được. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước thi thể tám cường giả hoàng giả cảnh, sau đó hắn thu cổ sao. Tuy hiện tại cổ sao không cách nào luyện chế cường giả hoàng giả cảnh thành kiếm nô, nhưng không có nghĩa là về sau không thể thu thập, ngày sau tìm bản thể kiếm linh quay về, khi đó hắn có quá nhiều kiếm nô hoàng giả cảnh. Trong đó còn có hai kiếm nô là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Làm càn. Nhìn thấy Dương Diệp thu thi thể cường giả hoàng giả cảnh thánh địa, Yêu Dạ gầm lên một tiếng, đao trong tay hắn lóe sáng. Dương Diệp không né không tránh, tùy ý để đao quang chém lên người. Bành. Một tia lửa bắn ra trên người Dương Diệp, thân thể Dương Diệp hơi động một chút, hắn vẫn không có việc gì. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt của Yêu Dạ run rẩy, sau khi do dự trong nháy mắt, hắn quát. Kết đao trận. Xa xa, đám người thánh địa còn lại sững sờ, Dương Diệp đã mạnh đến mức một mình Yêu Dạ cũng không thể đối kháng. Thánh địa thánh vệ đội có 10 tổ, mỗi một tổ đều có 10 người, hơn nữa mỗi một tổ đều có trận pháp truyền thừa, đây là truyền thừa của cường giả thời kỳ hoang cổ, mục đích là đối phó nghịch lão ai. Đao tổ là đao trận, kết thành trận pháp này, mỗi người phải lĩnh ngộ đao ý càng mạnh, uy lực của trận pháp càng mạnh. Nếu 11 người là hoàng giả cảnh, hơn nữa đạo ý đều đạt tới thiên giai nhất trọng, lực lượng của 11 người có thể vượt cấp chảm bán thánh. Đó cũng không phải nghe đồn, mà đã từng xảy ra. Bọn họ hiện tại không có đạt tới hoàng giả cảnh, đạo ý không đạt tới thập nhất trọng, nhưng 11 người hợp lực cũng có thể dễ dàng chém giết cường giả hoàng giả cảnh. Không do dự bao lâu, thân hình 10 người khẽ động, bọn họ đi tới bên cạnh Yêu Dạ, từ đó tạo thành trận hình tam giác. Đao ý của 11 người lao ra khỏi thân thể, dần dần, trên đầu bọn họ hình thành đại đao to lớn. Đại đao dài 10 trượng, rộng 2 trượng, khi đao ý và huyền khí của đám người Yêu Dạ rót vào, đại đao rung rung, thân đao dần dần ngưng thực, cuối cùng nó như hóa thành thực chất. Trọng yếu nhất chính là năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó, chung quanh thân đao, không gian chung quanh rung động tầng tầng, người nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác thanh đao kia đang tập trung vào hắn, nói cách khác, hắn chỉ có thể ngạnh kháng mà không thể tránh né. Dương Diệp, đây là trận pháp cường giả thánh địa tạo ra đối phó huyền giả nghịch loại, có thể chết dưới đao trận này chính là vinh dự của ngươi. Đao ý trong cơ thể Yêu Dạ trong không ngừng rót vào trong đại đao, gương mặt của hắn đầy dữ tợn, cả đời này hắn chưa từng bị sỉ nhục lớn như hôm nay, không giết Dương Diệp sẽ khó giải mối hận trong lòng hắn. Không, không chỉ Dương Diệp.
những người có quan hệ với Dương Diệp đều phải nhận hết tra tấn của hắn mới có thể chết. Dương Diệp nói, ta vốn muốn đơn đấu với ngươi, nhưng ngươi múa lấy nhiều khi ít, ngươi cho rằng ta không người hay sao? Tiểu gia hỏa, xuất hiện đi. Một đạo ánh sáng tím hiện ra, tử điêu xuất hiện trên bờ vai Dương Diệp, không chỉ có tử điêu, lôi lâm cũng hóa thành lôi quang xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Đánh bọn chúng sao? Ngón tay của lôi lâm chỉ vào đám người yêu dạ, nàng nghiêng đầu hỏi Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, nói, đánh, dùng sức đánh, bởi vì bọn chúng muốn cướp đề ăn của ngươi. Lôi lâm đã nổi giận, bàn tay nhỏ bé điểm vào không trung, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bầu trời bị mây đen rậm rạp bao phủ, sau đó một đạo lôi trụ đã đánh thẳng vào đám người yêu dạ. Tất cả mọi người run rẩy, tiểu cô nương này có lại lịch gì? Vung tay là gọi lôi điện, nàng là lôi thần sao? Dương Diệp cũng bị cảnh này hù dọa, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới lôi lâm lại khủng bố như vậy, vung tay là có thể làm thiên địa biến sắc, sau đó lôi điện đánh xuống. Nhưng khá tốt, lôi lâm là đồng bạn của hắn, bằng không thiếu gia hỏa này sẽ biến thành tồn tại cực kỳ phiền toái. Tử điêu nháy mắt mấy cái, nhìn lỗi trụ, lại nhìn lôi lâm, đôi mắt màu tím của nàng cảm thấy thú vị. Sắc mặt đám người yêu dạ biến hóa, đạo lôi điện kia đánh xuống, yêu dạ đột nhiên nói. Chảm! Đại đao chém thẳng vào Dương Diệp, đám người yêu dạ lại bay lên. Không trung ngăn cản lối trụ đánh vào mình, vô số ánh đao tập trung lại với nhau chém vào lồi trụ. Ngay sau đó cả thiên địa bị tiếng nổ đỉnh tại nhức óc bao phủ. Phía dưới, tốc độ của đại đao không nhanh, phải nói là hơi chậm, nhưng Dương Diệp lại biết rõ mình không thể trốn tránh, trong đại đao có lực lượng nào đó tập trung vào hắn, cho dù hắn tránh thế nào cũng không thoát, cho nên hắn phải ngạnh kháng. Dương Diệp hiện tại không quan tâm tới đạo ý, hắn chỉ quan tâm tới thánh địa. Bất kể là Tả Đăng Phong hay yêu dạ, thực lực, huyền kỹ và huyền bảo của bọn họ đều vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa thực lực hai người này đặt trong thế hệ trẻ của huyền giả đại lục, trừ An Nam Tĩnh và hắn cùng La Tuấn ra, căn bản không có người nào là đối thủ của bọn họ. Mà hai ngư rời này không phải là yêu nghiệt đỉnh cấp trong thánh địa. Dương Diệp rất rõ ràng, chỉ sợ thánh địa còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Dương Diệp lắc đầu, hắn vứt bỏ tạp niệm tê xê rong đầu, hắn nhìn sang tử điêu gật đầu, nàng vung tiểu chảo lên, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy tốc độ của đại đao chậm lại, bởi vì không gian chung quanh đại đao đang vặn vẹo, từ đó ngăn cản đại đao tiến lên. Đại đao một đường xé rách tầng tầng không gian và chém thẳng về phía Dương Diệp, tốc độ đã chậm hơn lúc nãy một ít, hơn nữa đại đao mang của đại đao yếu đi nhiều. Nhìn thấy lĩnh vực không gian của chính mình lại không thể ngăn cản đại đao, tiểu gia hỏa trừng mắt, nàng vung tiểu chảo lên lần nữa. Xuy xuy, ánh sáng tím cũng không thể ngăn cản đại đao, bị đại đao chém vỡ. Tử điêu rất tức giận, nàng muốn vung tiểu chảo lần nữa, lúc này, Dương Diệp xoa xoa đầu nhỏ của tử điêu, nói. Đã đủ rồi, hiện tại đến lượt ta. Nói xong, chân phải Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, thân thể lao tới. Một kiếm bắn ra một đạo kiếm quang vào đại đao. Trong quá trình này, kiếm ý của Dương Diệp không giữ lại rót vào trong đại đao, kiếm quang trên một kiếm tỏa sáng như mặt trời. Oanh! Một kiếm không ngừng chém vào mũi đao, sau đó có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một kiếm của Dương Diệp và đại đao rung động, sau đó đại đao dần dần rạn nứt. Dương Diệp cũng không dễ dàng, một kiếm trong tay hắn run run, ngay cả hai tay của hắn cũng run rẩy. Nếu như không phải hắn huyễn hóa ra long chảo khi tiếp xúc với đại đao, chỉ sợ một đao vừa rồi đã chấn nát hai tay của hắn. Xa xa, đôi mắt của đám người yêu giả co rút dữ dội, Dương Diệp có thể chọi cứng với đại đao do bọn họ hợp lực thi triển. Còn nữa, hắn lại có thể biến ảo long chảo, hắn là long tộc. Phá! Một tiếng thét to vang lên, hai móng vuốt của Dương Diệp nhấn một cái, một kiếm bắn ra một đạo kiếm quang, sau đó là, oanh, một tiếng. Đại đao nổ tung trong ánh mắt sợ hãi của đám người yêu dạ, Dương Diệp cũng bị năng lượng phản chấn đẩy lui cả trăm trượng. Rút lui. Yêu dạ nhắm mắt lại, thân hình hắn lướt đi, hắn phải bỏ chạy. Thực lực của Dương Diệp đã vượt qua dự đoán của hắn, bởi vì khởi động đao trận, huyền khí của bọn họ đã hao hết, chỉ sợ huyền khí của Dương Diệp cũng không còn bao nhiêu, nhưng Dương Diệp không có huyền khí vẫn có lực lượng thân thể và phòng ngự đáng sợ. Trọng yếu nhất là bên cạnh Dương Diệp còn có tử điêu cùng tiểu nữ hài thần bí. Tiếp tục lưu lại sẽ không có phần thắng. Rút lui, lui nơi nào, tiểu gia hỏa,
ngăn bọn chúng lại, Lôi Lâm, nổ bọn chúng. Tử Điêu cùng Lôi Lâm gật đầu, sau đó các loại ánh sáng tím và lôi điện đánh thẳng vào đám người yêu dạ, cũng bao phủ đám người yêu dạ vào trong. Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi, hắn rót huyền khí còn lại vào trong ánh sáng tím và lôi điện. Bành bành! Chỉ chốc lát, ánh sáng tím cùng lôi điện nổ mạnh. Qua 10 phút sau, Dương Diệp đi vào bên trong ánh sáng tím và lôi điện, trong tay hắn là một gia hỏa đang hấp hối. Trên tay Dương Diệp chính là yêu giả. Bên phía cổ vực thành bộc phát tiếng cười to, cường giả bên phía đỉnh Hán đế quốc lại hoảng sợ, có huyền giả đã trực tiếp quay đầu lại nhưng không ai chạy thoát, bởi vì Tử Điêu cùng Lôi Lâm cùng năm kiếm nô thánh địa đã sớm canh giữ ở bốn phía. Huyền giả của cổ vực thành cũng không có nhàn rỗi, bọn họ bao vây tất cả huyền giả trung vực vào giữa. Một ít thế gia phản bội cổ vực thành lại khiếp sợ, bọn họ hiện tại hối hận không nói thành lời. Nghĩ sai thì hỏng hết, bọn họ sẽ diệt vong. Mà người Đinh gia lại thở dài, nếu lúc trước bọn họ theo đám gia hỏa kia phản bội cổ vực thành, như vậy kế tiếp, chỉ sợ Đinh gia sẽ bị Dương Diệp trả thù. Dựa vào La Tuấn bảo hộ, đừng nói giỡn, La Tuấn lúc này còn khó bảo toàn bản thân. Nhìn thấy đại quân của mình bị vây, tay trái La Tuấn nắm thật chặt nhân hoàng kiếm, sắc mặt hắn lại bình tĩnh, hắn cũng không có ý định chạy trốn. Trong nơi này, trừ yêu giả còn sống, tất cả người thánh địa đều bị giết, bị Dương Diệp thu vào trong không gian cổ sao, 10 tên kiếm nô kia có tác dụng lớn với hắn. Dẫn theo yêu giả, Dương Diệp đi tới dưới cổ vực thành, sau đó tiện tay ném yêu giả xuống mặt đất, nói. Trong thập vạn đại sơn có một loại huyền thú tên là xích dâm thú, huyền thú này cực kỳ háo dâm, bất kể là nam nữ. Cho dù là người hay thú, chúng sẽ không cự tuyệt kẻ nào. Ngươi đã muốn làm nữ nhân như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi làm nữ nhân chính thức. Nghe Dương Diệp nói thế, yêu dạ đang hấp hối cũng sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói. Ngươi dám mang xích dâm thú tới đây. Giọng nói của Dương Diệp truyền vào trong cổ vực thành. Chỉ chốc lát, hơn 10 đầu xích dâm thú xuất hiện dưới cổ vực thành, nhìn thấy xích dâm thú. Đôi mắt yêu dạ đỏ thẫm, trong mắt hắn hoảng hốt, hắn không muốn chịu nhục, yêu dạ oán độc nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp, ngươi sẽ chết, thánh địa sẽ giết ngươi, nhất định sẽ, ha ha. Nói xong, phần bụng của hắn bành trướng, nhưng mà Dương Diệp đã sớm đoán trước, vào lúc bụng của hắn bành trướng, Dương Diệp đá mạnh vào bụng hắn một cái, đan điền của yêu dạ vỡ tan ngay lập tức, huyền khí đang bành trướng cũng tán loạn. Muốn tự bảo. Dương Diệp cười lạnh nói. Ngươi nghĩ quá nhiều, trước kia ngươi sỉ nhục thê tử của ta, ta sẽ cho ngươi hối hận đến chết. Lên! Long có nghịch lân, sợ vào sẽ nổi giận, hiểu vũ tịch các nàng là nghịch lân của hắn, ai chạm vào sẽ bị hắn trả thù gấp trăm ngàn lần. Khi Dương Diệp ra lệnh, đám xích dâm thú kia chu lên, ngay sau đó chúng đi tới trước mặt yêu dạ. Làm càn, dám nhục nhã người thánh địa ta muốn tiêu diệt thập tộc của ngươi. Đúng lúc này, phía chân trời có tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó có một nắm đấm cực lớn xé rách không gian đánh thẳng về phía Dương Diệp. Như thế nào, nhịn không được. Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của yêu hoàng vang lên, lúc nắm đấm cách Dương Diệp hơn trăm trượng đã bị không gian kỳ dị xoắn nát. Yêu hoàng, chờ bán thánh kia vẫn lạc, thánh địa chúng ta sẽ tiêu diệt không gian điêu nhất tộc các ngươi. Có một tiếng giống giận dữ truyền từ hư không xuống cổ vực thành. Ta chờ ngươi. Giọng nói của yêu hoàng đáp lại. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn lên người yêu dạ, nói. Không ai có thể cứu cho ngươi. Nói xong, bốn chuôi kiếm bay ra, cũng đóng đinh yêu dạ thành hình chữ, đại. Những xích dâm thú kia chu lên, chúng trực tiếp xông lên. A, Dương Diệp, người chết không yên lành, người chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa người chết không yên lành. A, yêu dạ oán độc gào rú. Nhưng rất nhanh, giọng nói của yêu dạ biến thành tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, yêu dạ sẽ không có phát ra âm thanh. Không phải chết, mà đám xích dâm thú đã hành động. Nhìn yêu dạ bị một đám xích dâm thú lăng nhục, tất cả mọi người run rẩy, ánh mắt nhìn Dương Diệp từ kiêng kỵ biến thành hoảng sợ, đặc biệt là những huyền giả trung vực. Nghe đồn huyền giả nghịch loại rất khủng bố, rất đáng sợ, nhưng bọn họ cảm thấy huyền giả nghịch loại cũng không ác bằng Dương Diệp. Dương Diệp thu Lôi Lâm và Tiểu Gia Hỏa vào hồng mông trong tháp, hắn cũng không muốn hai Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy việc này. Lúc Tiểu Gia Hỏa cùng Lôi Lâm xuất hiện trong hồng mông tháp của Dương Diệp, 4.
Thiên địa linh vật trong Hồng Mông Thái sợ hãi, sau đó điên cuồng chạy khắp bốn phía. Lôi Lâm vốn tò mò dò xét chung quanh, sau đó ánh mắt nhìn vào bốn thiên địa linh vật, ánh mắt nàng sáng ngời, dưới chân xuất hiện lôi điện đuổi theo bốn linh vật. Tử Điêu cả ầm thấy thú vị nên đuổi theo. Nhìn mấy tiểu gia hỏa truy đuổi trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lắc đầu cười cười, hắn thu hồi tâm thần, sau đó đi về phía đám người La Tuấn. Còn nhìn cái gì, giết! Nói xong câu này, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành kiếm quang lao vào đại quân của La Tuấn, sau đó có vô số đạo kiếm quang càn KTC trong đại quân, phàm là người bị kiếm quang chạm đến đều chết thảm. Sát! Các huyền giả Nam vực tiến thẳng vào đại quân của đỉnh Hán đế quốc. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người La Tuấn, La Tuấn cũng nhìn Dương Diệp cười lạnh lùng, kiếm ý thập trọng điên cuồng tuôn ra, sau đó hắn vung kiếm chém vào La Tuấn. Oanh! Đột nhiên, mặt đất trước mặt La Tuấn vỡ ra, một quái vật khổng lồ hóa thành tia sáng trắng va chạm với Dương Diệp. Bành! Không gian rung động mạnh, Dương Diệp và quái vật khổng lồ lui lại vài trăm trượng. Mọi người kinh ngạc dõi mắt nhìn sang, chỉ thấy một con rết với hai cánh xương xuất hiện trước mặt La Tuấn, con rết hình thể cực lớn, mọi người chẳng khác gì con sâu cái kiến nhỏ bé trước mặt nó. Oanh! Ngay sau đó mặt đất rung chuyển, mọi người kinh hãi nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa, một cự nhân còn lớn hơn cả con rết xuất hiện, khi cự nhân bước đi, toàn bộ cổ vực thành cũng phải run rẩy. Growl. Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên, mọi người ngẩng đầu vừa lên, chỉ thấy đó là một con đại bằng màu vàng hình thể lớn hơn cả hoàng kim cự long xuất hiện trên không trung cổ vực thành. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đột nhiên, có người hoảng sợ nói. Mọi người nhìn sang hướng người nói đang chỉ. Chỉ thấy có khí thế đầy màu sắc bao phủ bọn họ, những nơi khí thể này đi qua, mặt đất bị hủ hóa biến thành hư vô. Thôn Thiên Kim Bằng, Hoang Cổ Cự Nhân, Tuyệt Độc Đạo Nhân, Phi Thiên Ngô Công. Lúc này, thì tổ nâng thân thể bạch cốt vết thương chồng chất đi tới bên cạnh Dương Diệp, giọng nói của hắn đầy ngưng trọng. Còn có ai? Một. Tất cả mọi người lui về cổ vực thành. Lúc này, giọng nói của Đinh Thược Dược vang lên, huyền giả Nam vực không do dự nữa. Toàn bộ đều quay trở lại cố vực thành. Đinh Thược Dược không biết ba quái vật đột nhiên xuất hiện là cái gì, sở dĩ bảo mọi người rút đi là vì hình thế của chúng quá to lớn, căn bản không phải huyền giả phổ thông có thể chống cự. Tất cả huyền giả trong cổ vực thành đều rút vào thành, nhưng Dương Diệp nhưng lại không có rút lui, cũng không cần rút lui, phòng ngự thân thể của hắn hiện tại, có thể nói cho dù cường giả hoàng giả cảnh ra tay, hắn cũng có thể ngăn cản, cũng không cần sợ mấy quái vật khổng lồ kia. Đương nhiên, hắn sẽ không khinh địch. La Tuấn vung tay lên, đại quân trung vực đều lui ra sau lưng hắn tạo thành quân trận. Những khí thế đủ màu sắc bao vây đại quân của La Tuấn, từ đó tạo thành bình chướng tự nhiên. Đây là mấy đại gia hỏa thời kỳ viễn cổ. Dương Diệp hỏi. Thị tổ gật đầu, nói. Ngươi phải cẩn thận, đặc biệt là hoang cổ cự nhân, ngàn vạn đừng để cho hắn tiếp cận cổ vực thành, vào thời kỳ viễn cổ, bọn chúng là khắc tinh của tất cả thành trì. Ngươi cũng nhìn thấy, dùng hình thể của hắn, chỉ cần va chạm với cổ vực thành, chỉ sợ cổ vực thành sẽ sụp xuống. Dương Diệp gật gật đầu, hình thể của cự nhân quá khổng lồ, nếu để cho hắn đụng cổ vực thành, chỉ sợ cổ vực thành sẽ bị hắn đụng nát. Con rết kia tên là Phi Thiên Ngô Công, ưa thích ăn long hát và huyền vũ, là tử địch của long tộc, ngươi phải cẩn thận tốc độ của nó, còn nữa, không nên bị nó cuốn lấy, trong quá khứ nó từng cầm chân cự long đấy. Bay trên bầu trời là Thôn Thiên Kim Bằng, tốc độ cực nhanh, là tử địch của thần phong nhất tộc, tốc độ của nó không chậm hơn thần phong nhất tộc, thậm chí còn nhanh hơn. Nó lợi hại nhất là, nuốt, nó đã từng nuốt sống hai thần phong. Thi tổ chậm rãi nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Kim Bằng trên bầu trời và con rết, lại nhìn khí thế trước mặt La Tuấn, sau đó nói. Đó là Tuyệt Độc Đạo Nhân, ngươi phải cẩn thận người này. Người này thực lực không phải rất mạnh nhưng độc của hắn rất khủng bố, ngay cả cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm cũng không thể đối kháng nổi, dưới tôn giả cảnh dính vào sẽ chết ngay lập tức. Đã từng, hắn dựa vào độc đồ sát thành thị cỡ chung có 3.000 vạn người, người trong thành không một may mắn thoát khỏi. Nếu để cho độc của hắn tiến vào cổ vực thành, chỉ sợ ngươi sẽ biến thành nguyên soái không quân lính. Ngươi thì sao, ngươi cùng thế hệ với bọn chúng đều mạnh như vậy, ngươi có tuyệt kỹ đặc thù gì? Dương Diệp nhìn Thi Tổ, hỏi. Lão Tổ ta. Nói đến đây, Thi Tổ chợt nhớ tới, dường như hắn không có tuyệt kỹ đặc thù gì,
về phần giết người, hắn rất am hiểu, chỉ giết nhiều người mà thôi. Dương Diệp cười cười, nói. Tốt, lão quỷ, ngươi quay về cổ vực thành nghỉ ngơi đi, giao nơi này cho ta. Còn nữa, trước kia cảm ơn ngươi. Ngươi muốn thực cảm ơn ta, vậy thì giao hồn bài cho ta. Thi tổ nửa đùa nửa thật nói. Xíu, yêu yêu. Một khối mộc bài xuất hiện trước mặt hắn, thi tổ xem xét, đúng là hồn bài của hắn, thi tổ sững sờ, kinh ngạc nói. Tiểu tử, ngươi thật trả cho ta. Ngươi không phải muốn nó sao? Dương Diệp tùy ý nói. Trước kia cần hồn bài của thi tổ là vì hắn kiêng kỵ thực lực đối phương, nhưng hiện tại, dùng thực lực của hắn hiện tại đã không sợ đối phương cái gì. Hơn nữa, lúc trước thi tổ không có lâm trận bỏ chạy, còn ngăn cản yêu dạ lâu như vậy, hơn nữa vì thế mà bị thương nặng, hắn sẽ trả phần nhân tình này. Thi tổ do dự xuống, nói. Tiểu tử ngươi nhìn thấy thi tổ ta hiện tại không có chiến lực, cho nên không có giá trị lợi dụng mới làm như vậy sao? Tiểu tử, ta cho người biết, thi tổ ta chỉ tạm thời bị thương mà thôi, chờ ta hấp thu một ít huyết khí, sau khi ta khôi phục như ban đầu sẽ rất mạnh. Khóe miệng Dương Diệp có lại, nói. Lão quỷ, không có phát hiện, người còn có tiềm chất bị xem thường nha, đến, không muốn hồn bài, thì trả lại cho ta, về sau không có việc gì ta tra tấn ngươi. Ngươi nghĩ nhiều. Thi tổ nắm hồn bài. Sau đó thân hình khẽ động, hắn đã biến mất tại chỗ. Cảm tạ, phần nhân tình này, lão tổ ta nhớ kỹ. Sau khi xuất hiện trong cổ vực thành, giọng nói của thi tổ lại truyền tới. Dương Diệp cười cười, sau đó tâm niệm vừa động, hộp kiếm xuất hiện sau lưng hắn, tay trái cầm lấy kiếm đảm, hắn nhìn đám người La Tuấn, Dương Diệp cười lạnh nói. La Tuấn, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của ngươi thật sự vượt qua dự đoán của ta, nhưng ta rất muốn biết. Những thủ đoạn bảo vệ tánh mạng kia có thể bảo hộ thủ hạ của ngươi hay không? Xíu, yêu yêu. Dương Diệp bắn ra một đạo kiếm quang vào đại quân của La Tuấn, sau đó có tiếng hét thảm vang lên, ba gã tôn giả cảnh bị kiếm quang chém thành hai đoạn. La Tuấn nheo mắt, sau đó nhìn về phía trước mặt hắn Phi Thiên Ngô Công, nói. Ba vị, đây là người ta muốn đối phó, giết hắn, ta dùng máu hàng tỷ người cải tạo thân thể cho các ngươi. Khi đó các ngươi sẽ phục sinh chân chính. Thật sao? Nói chuyện là hoang cổ cự nhân, giọng nói của hắn như sấm sét. Ta chính là nhân hoàng, ta hứa hẹn tự nhiên hữu hiệu. La Tuấn nói. Như người mong muốn. Hoang cổ cự nhân dứt lời, một bàn tay to lớn như núi vỗ vào người Dương Diệp, bàn tay rất lớn nhưng tốc độ lại không chậm. Lúc bàn tay còn cách mặt đất trăm trượng, mặt đất đã chìm xuống một trường, những nơi bàn tay khổng lồ đi qua. Không khí nơi đó đều biến mất. Đến đây đi. Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, bỗng nhiên thân thể của hắn bắn ra kiếm quang đáng sợ, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, há đã va chạm với bàn tay của hoang cổ cự nhân. Thân thể Dương Diệp và thân thể hoang cổ cự nhân cách biệt như ngày và đêm, đó là một người bình thường và con kiến, nhưng lúc này không ai dám xem thường Dương Diệp. Thân thể lớn là có ưu thế, nhưng không phải tuyệt đối, đặc biệt ở trước mặt Dương Diệp. Đây chính là kiếm tu, tồn tại dùng một kiếm phá vạn pháp. Bành! Kiếm của Dương Diệp đâm vào bàn tay của hoang cổ cự nhân, kiếm hơi dừng lại một chút, chỉ nghe, xùy, một tiếng, cả người Dương Diệp và kiếm đều xuyên qua bàn tay của hoang cổ cự nhân. Trên không trung, một kiếm của Dương Diệp vung mạnh, kiếm khí trút xuống như mưa, kiếm khí được kiếm ý thập trọng cùng kiếm đảm gia trì, kiếm khí cô đọng tới mức đáng sợ, mỗi một đạo kiếm khí đều dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hoang cổ cự nhân. Khóe mắt của La Tuấn co giật, thực lực của Dương Diệp còn mạnh hơn trước khi biến mất vô số lần, buồn nôn nhất chính là huyền bảo kiếm tu của thiên tài thánh địa rơi vào trong tay Dương Diệp. Thực lực bản thân Dương Diệp đã khủng bố, sau khi được kiếm đảm và mộc kiếm tăng phúc chẳng khác gì như hổ thêm cánh. Giống như hiện tại, phòng ngự thân thể của hoang cổ cự nhân không có tác dụng với Dương Diệp. Giống, hoang cổ cự nhân gầm lên giận dữ, trong miệng hắn bắn ra một đạo khí lãng về phía Dương Diệp. Nhưng còn chưa đạt tới trước người Dương Diệp, khí lãng đã bị kiếm khí của Dương Diệp chém vỡ. Không nghĩ tới hơn 5.000 năm sau, đại lục còn xuất hiện nhân vật kinh diễm như thế, cho dù vào thời kỳ viễn cổ cũng là tồn tại đỉnh cấp. Nhìn thấy hoang cổ cự nhân bị Dương Diệp áp chế, bỗng nhiên Phi Thiên Ngô Công mở miệng, nó vốn xem thường cái gọi là kiếm hoàng, bởi vì linh khí trên đại lục hiện tại rất mỏng manh, bình thường sẽ không xuất hiện tồn tại yêu nghiệt. Nhưng kiếm hoàng Dương Diệp trước mặt lại làm nó cảm thấy ngoài ý muốn. Kính xin các hạ trợ giúp cự nhân một tay.
La Tuấn trầm giọng nói, bởi vì cứ tiếp tục như vậy, cho dù hoang cổ cự nhân không chết khẳng định cũng lâm vào kết cục giống như thi tổ. Hắn còn có đại quân sau lưng nên không thể tự mình ra tay, bởi vì mỗi một lần hoang cổ cự nhân và phi thiên ngô công ra tay sẽ có phạm vi rất lớn, nếu không cẩn thận sẽ liên lụy tới người nhà. Phi thiên ngô công gật đầu, nói. Dùng thực lực của ba chúng ta hôm nay, cho dù là người nào cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi không nói ta cũng sẽ ra tay. Nói xong, phi thiên ngô công bay lên, thân thể lao đi như mũi tên bay về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng vung kiếm, hắn nhìn phi thiên ngô công lao tới, khóe miệng của Dương Diệp nở nụ cười dữ tợn, cổ tay hơi động, cổ sao xuất hiện trong tay hắn, sau đó là một đạo khí cắm vào cổ sao. Hắn thật sự không có hứng thú chiến đấu với những gia hỏa trợ thủ của La Tuấn, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của La Tuấn co rụt dữ dội, hắn hoảng hốt. Nói, coi chừng kiếm kỹ của hắn. La Tuấn vừa mới dứt lời, chỉ thấy kiếm trong tay Dương Diệp ra khỏi vỏ, kiếm vỡ nát, lúc này một đạo kiếm khí chém vào không trung. Phi thiên ngô công cảm thấy nội tâm kinh hãi, hắn không chút nghĩ ngợi lùi về phía sau, thân thể cuộn thành vòng tròn ngăn cản kiếm khí. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy xương trắng toàn thân phi thiên ngô công rạn nứt, sau đó nó rơi từ trên cao xuống đất. Oanh! Phi thiên ngô công trực tiếp đụng sập mặt đất, cũng không có chui trong lòng đất. Tất cả mọi người kinh hãi. Ninh Thược Dược nở nụ cười, Dương Diệp đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, đây là việc không hề nghi ngờ, nàng trước kia không do dự đặt cược vào Dương Diệp, sự thật chứng minh, nàng cược thắng. Tuy mấu chốt thắng bại chính thức lại là mấy đại lão trên không trung, nhưng nàng biết rõ một điểm, cường giả bán thánh không dễ dàng bại trận như vậy. Trừ phi là hai gã đến ba gã bán thánh vây công, bằng không thì, muốn một gã cường giả bán thánh vẫn lạc, phi thường khó khăn. Còn nữa, lai lịch Mạc lão cực kỳ thần bí, lúc trước đối mặt với một bán thánh, hơn 100 cường giả hoàng giả cảnh vẫn không sợ hãi, cho nên, nàng dám khẳng định, cho dù Mạc lão không địch tại đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ cần không chết, như vậy Nam vực vẫn có thể bảo trụ. Trọng yếu nhất là Dương Diệp. Dương Diệp phát triển quá nhanh, chỉ cần cho hắn thời gian phát triển, đến lúc đó phiến thiên địa này có ai có thể áp chế hắn. Nàng đánh bạc chính là tương lai của Dương Diệp. Một kiếm chém dụng phi thiên ngô công, Dương Diệp lại cấm một thanh đạo khí vào cổ sao, sau đó quét mắt nhìn đại quân của La Tuấn, nói. Còn có ai? Không khí yên tĩnh tới mức đáng sợ, đỉnh Hán đế quốc không có người nào lên tiếng. Thân thể phi thiên ngô công còn mạnh hơn cường giả hoàng giả cảnh. Nhưng lại không ngăn cản một kiếm của Dương Diệp. Ai dám đi tới, có ai ngăn cản được một kiếm của Dương Diệp? Thôn Thiên Kim Bằng không có đi tới, bởi vì thân thể của hắn không kém gì Phi Thiên Ngô Công, Phi Thiên Ngô Công cũng bị một kiếm chém phá thân thể, hắn cũng chỉ chịu chết mà thôi. Hắn không nghĩ tiếp, nhưng La Tuấn cũng không như hắn mong muốn, một khối hồn bài xuất hiện trong tay La Tuấn, lúc nhìn thấy hồn bài trong tay La Tuấn, Thôn Thiên Kim Bằng biết rõ chính mình không có lựa chọn. Giống. Đột nhiên Thôn Thiên Kim Bằng há miệng về phía Dương Diệp, sau đó một hấp lực khủng bố hút thân thể của Dương Diệp về phía mình. Sắc mặt đám người Đinh Thược Dược trầm xuống, La Tuấn tươi cười. Oanh! Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng thẳng về phía Thôn Thiên Kim Bằng, nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, Thôn Thiên Kim Bằng hét thảm một tiếng, sau đó thân thể một phân thành hai trên không trung, hắn rơi từ trên cao xuống đất. Sau đó... Một đạo kiếm quang quét vào trong đại quân La Tuấn, sau đó vô số chuôi huyền kiếm bộc phát, huyền kiếm bắn ra bốn phía, lúc này có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyệt độc đạo nhân, La Tuấn quát, một người áo xanh đầy xương cốt xuất hiện bên cạnh La Tuấn, tay của người áo xanh kết thủ ấn kỳ dị, xê các khí thể chung quanh hóa thành hình mũi tên bắn thẳng về phía Dương Diệp, chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp bị những mũi tên kia vây quanh. Khặc khặc, độc của ta. Đừng nói ngươi chỉ là tôn giả cảnh, cho dù ngươi mạnh hơn nữa. Người áo xanh muốn nói cái gì, đột nhiên, giọng nói của hắn im lặng. Bởi vì Dương Diệp đi vào trong những khí thể kia. Ngươi, làm sao có thể? Người áo xanh kinh hãi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn trải qua hồng mông tử khí rửa sạch, một chút độc này có tác dụng với hắn hay sao? Hắn vung mạnh một kiếm trong tay, mấy đạo kiếm khí bắn ra ngoài. Một ít cường giả đứng chung quanh kêu thảm thiết, sau đó thân thể bị chém thành hai nửa. Lục bào đạo nhân kinh hãi,
hắn đang muốn chạy đi, lúc này, tốc độ của Dương Diệp tăng mạnh, hóa thành một đạo kiếm quang đánh thẳng tới trước mặt Lục Bào đạo nhân. Lục Bào đạo nhân hoảng hốt, hắn thất thanh nói. Nhân chủ cứu ta. Xuy. Lục Bào đạo nhân im lặng, bởi vì kiếm của Dương Diệp đã đâm xuyên qua người của hắn. Sau một kích miểu sát Lục Bào đạo nhân, tốc độ Dương Diệp không giảm lao nhanh về phía La Tuấn. Những cường giả tôn giả cảnh bên cạnh La Tuấn hoảng hốt, cả đám đều lao thẳng về phía Dương Diệp. Cút ngay. Dương Diệp gầm lên một tiếng, từng thanh huyền kiếm bay ra khỏi hộp kiếm của hắn. Sau đó chúng bắn ra chung quanh, mọi người hoảng hốt, vội vàng trốn tránh, lúc này bọn họ nào có tâm tư bảo hộ La Tuấn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt La Tuấn dữ tợn, hắn không nghĩ tới, thật không nghĩ tới thực lực Dương Diệp đã mạnh tới mức này. Không lâu, Dương Diệp thi triển ra Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật còn bị trọng thương, nhưng hiện tại, Dương Diệp đã thi triển hai lần liên tục nhưng không xảy ra chuyện gì. Thực lực của Dương Diệp tăng lên quá kinh khủng. Không có người nào bên La Tuấn nguyện ý làm chim đầu đàn. Không phải bọn họ sợ chết, mà là Dương Diệp lúc này bày ra thực lực và tàn nhẫn làm bọn họ sợ hãi, đặc biệt là tàn nhẫn. Dưới cổ vực thành, một đám xích xâm thú chu lên, giọng của yêu dạ đứt quãng. Nhìn bộ dạng yêu dạ lúc này, bất cứ người nào cũng phải sợ hãi. Không có người nào hung hãn không sợ chết, Dương Diệp dễ dàng đột phá phòng tuyến trước mặt La Tuấn, cũng không nói nhảm. Một kiếm trong tay Dương Diệp đã bổ mạnh về phía La Tuấn. La Tuấn sẽ không ngồi chờ chết, lúc một kiếm của Dương Diệp chém tới, nhân hoàng kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ ngăn cản một kiếm của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, La Tuấn trực tiếp bay ra ngoài, hắn bay mấy trăm trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang chém tới trước mặt, La Tuấn hoảng hốt, hắn không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm. Oanh! Kiếm quang bị nhân hoàng kiếm chém nát, nhưng lúc này có bóng người xuất hiện trước mặt La Tuấn. Bành! La Tuấn kêu một tiếng đau đớn, hắn lại phun máu tươi và bay ra xa. Nhưng lần này La Tuấn không bay bao lâu, bởi vì tử điêu xuất hiện trên vai của Dương Diệp, sau đó một đạo ánh sáng tím hiện ra, một đạo ánh sáng tím bao phủ chung quanh La Tuấn, cũng vây khốn La Tuấn vào trong. La Tuấn biến sắc, hắn muốn vùng kiếm chém nát ánh sáng tím bao phủ. Đúng lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt hắn, vô số kiếm quang của Dương Diệp đánh tới như thác nước. Đồng tử của La Tuấn co rụt lại, nhân hoàng kiếm trong tay hắn chém tới, kiếm khí màu trắng nhanh chóng chém thẳng vào kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Vô số âm thanh nổ tung vang lên, kiếm khí bắn tung tóe, hàng rào không gian của tử điêu rung động rất mạnh, không qua bao lâu, kiếm khí của Dương Diệp cùng La Tuấn bắn tung tóe khắp nơi, hàng rào không gian của tử điêu đã bị phá vỡ. Còn nhìn, Dương Diệp trước kia từng nói qua, hôm nay tất cả mọi người ở đây, chỉ cần không phải là người cổ vực thành đều phải chết. Các ngươi cảm thấy ta mà chết, Dương Diệp sẽ bỏ qua các ngươi sao? Còn nữa, ta mà chết, người nhà, tông môn và những người có quan hệ với các ngươi đều còn sống hay sao? Hai tay La Tuấn run rẩy nắm thật chặt nhân hoàng kiếm, hắn giữ tợn nhìn đám thủ hạ chung quanh, trước thực lực của Dương Diệp, những người này không dám ra tay, đây là thủ hạ của mình. Những người này là những cường giả đại tướng giúp mình chinh phục thiên hạ. La Tuấn lúc này cảm thấy bi ai. Nghe vậy, La Tuấn chung quanh những cái kia huyền giả lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, dùng Dương Diệp tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không, hiện tại nếu là mọi người không đồng tâm hiệp lực, bằng không bọn họ sẽ bị đổ sát huyết tinh. Còn nữa, nếu La Tuấn thật sự chết, mình còn sống hay sao? Nghĩ vậy. Trong mắt mọi người hiện ra một tia quyết tuyệt, cái gì cũng là chết, như vậy bọn họ phải cùng hợp lực tiêu diệt Dương Diệp, khi đó có thể sống sót, bằng không thì bọn họ sẽ thập tử vô sinh. Nhìn thấy mọi người dục dịch, cổ tay Dương Diệp khẽ động, hắn tại cắm đạo kiếm cắm vào cổ sao. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng hốt, bọn họ vội vàng rui về phía sau một bước. Nhưng Dương Diệp vẫn rút kiếm ra. Giết! Kiếm nát! Một đạo kiếm khí xẹt qua không gian chém thẳng vào La Tuấn. Ca chết lưới rách, tuyệt cảnh. Một, thời khắc Dương Diệp rút kiếm, những cường giả tôn giả cảnh chung quanh La Tuấn đã bất chấp hậu quả, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ đã nhìn thấy uy lực chiêu kiếm kỹ này của Dương Diệp, đừng nói bọn họ, chỉ sợ cường giả hoàng giả cảnh cũng không dám chọi cứng. Đồng tử của La Tuấn thu nhỏ như đầu kim, hắn đã không có ý thức. Nhân hoàng kiếm trong tay hắn chém mạnh về phía trước,
hắn muốn ngăn cản kiếm kỹ của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sinh ra, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, La Tuấn bị đánh bay ra ngoài, hắn bay gần ngàn trượng mới dừng lại, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất tạo thành hố sâu. Một ít cường giả đỉnh Hán đế quốc muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng lúc tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Dương Diệp thì không dám ra tay. Lúc này Dương Diệp tăng thêm bạt kiếm thuật, ai dám xông lên đều phải chết. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đại quân của La Tuấn, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi tới trước mặt La Tuấn, lúc này toàn thân La Tuấn là máu, hắn không có chết, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Không chút do dự và nói nhảm, một kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng vào ngực La Tuấn. Dừng tay! Một tiếng quát vang vọng hư không truyền tới, sau đó có lực lượng vô hình trói chặt Dương Diệp. Ít nhất cũng là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Đúng như Dương Diệp sở liệu, vẫn có người đến ngăn cản. Khi giọng nói vang lên, La Đạo còn có Thánh Địa và Bố Nghia tộc thần thú đều xuất hiện, tuy nhân số chỉ còn 1/10 khi trước, khi xuất hiện bọn họ đều trọng thương, đặc biệt là Long Hoàng, Long Giác trên đầu Long Hoàng lúc này đã không còn. Không có nhìn thấy Mạc Lão, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, cũng may đúng lúc này, Mạc Lão cũng xuất hiện, y phục trên người Mạc Lão bị thủng vài lỗ, sắc mặt tái nhợt một ít, biểu hiện không có bị thương cái gì. Việc này làm cho Dương Diệp cùng người cổ vực thành thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Mạc Lão xuất hiện, trói buộc trên người Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa, một kiếm trong tay Dương Diệp đâm xuống, nhưng còn chưa tiếp xúc với La Tuấn. La Tuấn đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng bên cạnh La Đạo. La Tuấn, ngươi không hổ là nhân hoàng của thế giới này, mỗi một lần phải chết đều có thể được người cứu, thật sự làm người ta hâm mộ. Dương Diệp mỉa mai nói. La Tuấn không thể đáp lời, bởi vì La Tuấn lúc này đã bất tỉnh. Thế giới loài người vẫn còn ẩn giấu bán thánh như ngươi. Lúc này, lão giả áo lam của thánh địa trầm giọng nói. Dùng thực lực của ngươi, ngươi có thể xông qua thiên đường, vì sao ngươi lại ở lại thế giới bị vứt bỏ này? Hắn không nghĩ tới, một gã bán thánh, tăng thêm hơn 100 cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm chống lại bán thánh trước mặt này, không chỉ không có chiếm thượng phong, ngược lại còn lâm vào hạ phong, trái lại còn chết hơn 40 người. Sắc mặt La Đạo bình tĩnh, lòng đang nhỏ máu, bởi vì bốn gã hoàng giả cảnh cửu phẩm của đỉnh Hán đế quốc đã chết, hiện tại chỉ còn lại La Thiên, mà 30 hoàng giả cảnh cũng chết 25, chỉ còn lại 5 hoàng giả cảnh, phe của hắn tổn thất nặng nhất trong chiến đấu. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn thừa nhận đại bộ phận công kích của Mạc Lão, cho nên bản thân của hắn cũng bị thương nặng nhất trong giao chiến. Bốn đại thần thú tộc tương đối ít, trong đó Bạch Hổ nhất tộc có người nhiều nhất mới chết 4 người. Mà Hoàng Kim Thần Long cùng Thần Phong và Huyền Vũ nhất tộc chỉ tổn thất 2 hoàng cấp. Sở dĩ bốn thần thú tổn thất ít như thế là vì bản thân là thần thú, phòng ngự còn mạnh hơn cường giả hoàng giả cảnh quá nhiều, cho nên dù ngẫu nhiên nhận công kích của Mạc Lão cũng không chết. Nhưng hoàng giả cảnh nhân loại bị Mạc Lão công kích không chết cũng trọng thương. Nhưng ngay cả như vậy, nội tâm của thần thú cũng đau đớn, bởi vì huyền thú muốn đạt tới hoàng cấp còn khó khăn hơn nhân loại rất nhiều. Tóm lại, thực lực người thủ mộ trước mắt còn mạnh hơn bọn họ suy nghĩ. Mạc Lão nhìn sang đám người La Đạo, sau đó nói. Yêu Hoàng, làm phiền ngươi đi ra chợ giúp Lão Phu một tay, hôm nay phải lưu đám người này ở lại nơi này. Nghe vậy, đám người La Đạo nheo mắt, Lão Nhân trước mắt muốn tru sát bọn họ hôm nay hay sao? Không gian chấn động một hồi, Yêu Hoàng và 20 tử điện Điêu Hoàng cấp xuất hiện. Yêu Hoàng ngạc nhiên liếc mắt nhìn Mạc Lão. Hắn cũng không nghĩ tới Mạc Lão lại muốn tru sát toàn bộ đám người La Đạo, chẳng lẽ thực lực Mạc Lão còn mạnh hơn mình tưởng tượng. Nghe được Mạc lời nói, Dương Diệp ngoài ý muốn nhìn Mạc Lão, sau đó hắn lại tươi cười, Mạc Lão đã dám nói như thế, như vậy chứng minh hắn có lòng tin tuyệt đối. Các hạ, ta thừa nhận, chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Tuy chúng ta tổn thất thảm trọng, mỗi người đều bị trọng thương, nhưng chắc hẳn các hạ cũng không chịu nổi. Lão giả áo lam trầm giọng nói. Mạc Lão nói. Trời cao có đức hiếu sinh, Lão Phu cũng không phải người hiếu sát thành tính. Như vậy đi, hôm nay Lão Phu mở lòng từ bi, thả các ngươi một đường, các ngươi có thể đi. Sắc mặt lão giả áo lam khó nhìn, hắn thật không muốn chiến, bởi vì đánh tiếp, tất cả những người hắn mang tới sẽ lưu lại nơi này. Những cường giả này đều là chủ lực giao chiến với huyền giả nghịch loại, nhưng hiện tại, đã có 45 người chết tại nơi này. Nếu như tổn thất nhiều cường giả như vậy có thể tru sát bán thánh thì khá tốt, nhưng vấn đề là không có.
Lúc này, cho dù hắn quay về cũng sẽ bị xử phạt. Cho nên, trước kia hắn đã có thoái ý, bởi vì hắn không muốn mình cũng vẫn lạc tại đây, nhưng hắn cần một lối thoát, nhưng Mạc lão cho hắn lối thoát nhưng hắn không chịu nổi. Không đi, vậy thì lưu lại. Mạc lão vươn bàn tay già nua nắm chặt lão giả áo lam, oanh, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện chung quanh lão giả áo lam. Lão giả áo lam kinh hãi, bởi vì đây là lực lượng đặc thù chỉ có cường giả bán thánh nắm giữ, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Vào lúc này có lực lượng khác xuất hiện, hai lực lượng bán thánh giả va chạm với nhau, oanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.